Đoàn Thúc ơi, có gì trên trời mà Đoàn Thúc cứ nhìn hoài vậy? Chói mắt lắm. Im miệng đi Tiểu Long, đừng có lải nhải hoài, làm sao ta tập trung được chứ. Quái lạ, rõ ràng thầy Chim Tinh nói đúng giờ ngọ là chuyện đó sẽ xảy ra mà. Chắc cũng sắp tới rồi. Là chuyện gì sắp tới vậy Đoàn Thúc? Ngươi còn nhỏ lắm, có nói chưa chắc ngươi đã hiểu đâu. Chỉ cần biết đây là cơ hội mà ta đã chờ đợi mòn mỏi suốt 8 năm nay, từ khi đem ngươi về nuôi. Thúc đã hứa sau này khi con đủ lớn thì Thúc sẽ kể hết mọi chuyện cho con nghe, đúng không? Từ chuyện con không có cha mẹ cho tới cái chuyện mà vì sao mà Thúc một mình cực khổ để nuôi con. Không biết cha mẹ có nhớ con không? Ngươi chỉ cần biết là ta đã nuôi nấng ngươi rất cực khổ, công dưỡng lớn hơn công sinh. Ta đã phải từ bỏ rất nhiều thứ để nuôi nấng ngươi. Cho nên bây giờ ngươi phải nghe lời ta. Dạ, xin Thúc cứ dạy. Ra đây. Dạ. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, mặt trời sẽ bị che khuất bởi bóng đen. Đó là thời điểm nhật thực. Ngay lập tức ngươi phải nói câu này: ước gì Đoàn Kha trở thành người giàu nhất thế gian. Ngươi nhắc lại thử ta nghe. Ủa, mày nói vậy để làm gì hả? Ngươi cứ nói đúng những gì ta nói, rồi ta sẽ giải thích sau. Nói đi. Dạ, ước gì Đoàn Kha trở thành người giàu nhất thế gian. Đúng vậy, ngươi nhớ là phải nói như vậy, nghe chưa? Ôi, mặt trời bắt đầu bị che khuất rồi kìa. Tới lúc rồi. Nói đi, nói đi. Ước. Nói nhanh lên. Ước. Ước gì Đoàn Kha trở thành người giàu nhất thế gian. Dinh thự của ta đây sao? Ủa, Thúc ơi, ở đây là ở đâu vậy? Mà chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Sao quần áo của con với Thúc kỳ quá vậy? Thật không uổng công, không uổng công ta 8 năm nay ta trốn chui trốn nhủi. Năm xưa ta đã quyết định chịu khó chịu cực nuôi Tiểu Long nhà ngươi, thật quá xứng đáng mà. Ta đã giàu có như ước muốn rồi. Từ ngày bị giam vào lãnh cung tới nay cũng đã đúng 8 năm rồi. Ta mới được nhìn thấy lại nhật thực. Lại nhớ về thời khắc định mệnh của 8 năm về trước. Mời lệnh bà dùng ngay cho nóng. Xin bà đừng bỏ ăn nữa, kẻo đổ bệnh.
ta đã bị phế truất khỏi ngôi vị hoàng hậu và bị giam trong lãnh cung này 8 năm rồi. Sao ngươi vẫn giữ cách xưng hô đầy tôn kính đó? Trong mắt nô tỳ, lệnh bà vẫn mãi là một hoàng hậu. Còn chuyện oan sai năm xưa, nô tỳ vẫn tin có ngày lệnh bà sẽ được minh oan và trả lại thân phận. Ta không biết rồi sau này mình sẽ ra sao. Lòng ta bây giờ chỉ đau đớn nhớ thương đứa con trai mà ta đã đứt ruột đẻ ra, đã bị tráo đổi khi mới vừa lọt lòng mẹ. Nó còn sống hay không? Có ai nuôi nấng nó hay không? Ta chỉ sợ khi ta chết mà không kịp gặp lại đứa con trai của mình. Nô tỳ tin vào mệnh trời và nhân quả. Tuy nô tỳ vào cung sau khi chuyện động trời này xảy ra, nhưng được hầu hạ lệnh bà bấy lâu thì nô tỳ tin rằng người nhân ái dị tha như lệnh bà sẽ luôn nhận được một hậu vận tốt đẹp. Ta cũng không tin là tạo hóa nỡ tàn nhẫn với mẹ con ta, nhưng chuyện xảy ra không chứng không cớ. Đã vậy, viên thái giám và Kim Cúc có mặt để làm chứng thì lại biến mất cùng với hoàng tử và không để lại một dấu vết nào. Nam mô A Di Đà Phật. Con chỉ xin ơn trên ban cho con một mụn con. Nếu kiếp trước con đã làm chuyện gì lầm lỗi thì xin hãy soi đường dẫn lối để cho con ăn năn hối cải. Kiếp này con nguyện tu tâm dưỡng tánh, tích phước cho muôn dân trăm họ. Ta cho bà nè. Bà ổn không? Bà ổn không bà? Sao nhìn bà yếu quá vậy? Bà có sao không bà? Bà ơi, bà ơi, bà ơi. Bà ơi, bà. Bà ơi, bà sao vậy bà? Bà sao vậy? Lệnh bà ơi, bà ta nóng quá. Bây giờ đưa bà ta về hậu viện của ta chăm sóc, để cho bà ta thật khỏe mạnh rồi hãy cho bà ta đi. Dạ bà. Bà lão hôm trước đã khỏe hẳn chưa? Vẫn còn ở trong hậu viện chứ? Tâu hoàng hậu, bà ấy đi đến hậu viện thì bỗng dưng trở nên khỏe mạnh tinh anh, và bỏ đi lúc nào thì không ai biết. Chúng thần đã đi tìm khắp nơi nhưng mà không gặp. Tội chưa? Chắc là nhớ nhà nhớ con cháu nên không đành ở lại một mình trong cung, dù chăn ấm nệm êm đầy đủ. Hoàng hậu thật là nhân từ, không một lời trách móc. Đây là đâu vậy? Ta đang ở đâu đây? Con là một bậc mẫu nghi thiên hạ rất xứng đáng. Tuy nhiên kiếp này con phải chịu một kiếp nạn lớn trước khi viên mãn cả đời. Con sẽ có một con trai như ý. Đứa trẻ này mang chân mạng đế vương. Nếu nó ra đời vào đúng thời khắc mặt trời bị bóng đen che phủ thì số phận của nó phải phân ly phụ mẫu. Bù lại,
nó sẽ có một quyền lực ít ai bì. Mỗi lời nó nói ra trong thời khắc mặt trời bị biến mất ngay giữa ngọ đều sẽ thành sự thật. Bà ơi, con sẽ có Hoàng Nam sao? Còn kiếp nạn, còn phân ly là sao hả bà? Bà ơi, bà ơi, xin đừng phân ly. Kiếp nạn là của riêng con, để con tự gánh. Đừng phân ly, kiếp nạn là của riêng con. Con xin tự gánh, xin đừng phân ly. Đừng phân ly, đừng phân ly. Xin đừng phân ly, xin đừng phân ly, xin đừng phân ly. Nàng có chuyện gì vậy? Thiếp không biết nữa, nhưng thiếp có linh cảm, dường như mình đã cấn thai. Đứa trẻ này sẽ có số phận rất đặc biệt, biết đâu chừng lại có quyền lực ít ai bì. Con ta thì nhất định phải có chân mệnh đế vương. Chẳng lẽ còn có quyền lực khác hay sao? Thần linh báo mộng nói với thiếp, nó có thể khiến điều nói ra thành sự thật. Vào thời khắc mặt trời bị bóng đen che phủ, và cũng phải được sinh ra ở chính cái thời khắc đó. Tại sao nó sinh ra vào thời khắc mặt trời bị che phủ? E rằng không phải là điều tốt lành gì đâu. Hoàng thượng cầm quân lên đường đến nay cũng đã 3 tuần trăng rồi. Sao ta vẫn chưa nghe tin báo gì hết về Kim Cúc? Đoàn Kha, ngươi có nghe được tin gì không? Muôn tâu hoàng hậu, biên ải xa vời vợi. Lần này hoàng thượng thân chinh cầm quân đi, ắt hẳn chỉ có tin toàn thắng trận. Hoàng hậu chớ quá buồn mà ảnh hưởng tới long thai. Nếu người có ưu phiền như vậy thì chỉ bằng nô tỳ đưa người đến vạn cảnh chùa cho tâm an và lễ bái cầu khấn cho hoàng thượng sớm ca khúc khải hoàn. Được đó, ta cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Muôn tâu, hoàng hậu sắp tới ngày lâm bồn, không biết đi lại như vậy có thuận tiện không? Không sao, ta đi được. Dạ. Được rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Lĩnh ba. Lĩnh ba sao vậy? Lĩnh ba đau quá. Quân, mau tìm khách điếm. Dạ. Bà ráng lên. Lĩnh ba hãy cố lên. Nhanh lên. Ông chủ, ông chủ ơi, ông chủ ơi, ông chủ. Có tội. Ông mau mở rộng cửa, dọn phòng sang trọng nhất, nhanh lên. Chủ nhân của ta trở dạ dọc đường rồi nè. Khách điếm của người đầy vắng lắm, mới có quý nhân ghé qua, còn không mau đi lo chuẩn bị. À, dạ dạ dạ. Các ngươi mau đi tìm bà mụ giỏi nhất dùng này cho ta. Dạ. Kim Cúc ơi, ta đau quá. Kim Cúc. Lệnh bà ơi, cố gắng lên, mụ bà sắp tới rồi. Không lẽ lại có cả sự trùng hợp này?
Nếu đứa bé ra đời ngay lúc này thì nó sẽ mang quyền lực đặc biệt thật sâu. Nếu vậy thì ai sở hữu nó sẽ dễ dàng thâu tóm cả thế gian này rồi. Chỉ cần nuôi nó lớn lên cho tới lúc mặt trời bị bóng đen che phủ là bắt nó nói ra điều ước. Ta phải có nó. Ta không muốn sống kiếp thái giám thấp hèn trong cung nữa. Ta phải có nó. Hoàng hậu đã hạ sinh một hoàng tử. Lẹ. Trong này. Gì vậy? Máu. Máu. Cái gì? Hoàng hậu. Có chuyện gì vậy? Đoàn Kha, Kim Cúc, các người đâu hết rồi? Con ta đâu? Con ta. Lẹ. Trong này. Hoàng hậu. Có chuyện gì vậy? Đoàn Kha, Kim Cúc, các người đâu hết rồi? Con ta đâu? Con ta. Thật là hoang đường quá. Ừ, đúng vậy. Lúc ta chuyển dạ, trời đang quang giữa ngọ, bỗng mặt trời bị bóng đen che kín. Con của ta lọt lòng. Ta chỉ mới vừa kịp nhìn thấy nó là một bé trai rất là sáng sủa, bụ bẫm. Khi ta mệt quá thiếp đi, tỉnh lại thì tất cả đã thay đổi. Con của ta đã biến mất cùng với thái giám Đoàn Kha và thị nữ Kim Cúc, cũng là hai người duy nhất biết ta đã hạ sinh Hoàng Nam. Thay vào đó, trời ơi, thật sự ta không thể nào tin được. Thay vào đó là xác của con mèo. Tại sao chuyện đó lại có thể xảy ra được? Có lẽ phải chính miệng lão thái giám và thị nữ đó nói ra thì mới rõ trắng đen. Hôm nay mặt trời lại bị bóng đen che phủ, giống hệt như lần ta hạ sanh hoàng tử, khiến cho ta nhớ lại chuyện cũ. Sức khỏe phế hoàng hậu hôm nay ra sao rồi? Nàng ấy có ăn uống gì không? Bẩm hoàng thượng, cung nữ Kim Ngân có báo lại, hoàng hậu chỉ chịu ăn uống chút ít để cầm cự và cứ nhắc lại lần hạ sinh hoàng tử. Ta cũng không thể nào tin được nàng ấy lại hạ sinh ra quái thai. Nhưng mà sự việc đó đã quá nhiều người biết và đồn đại lan rộng. Ta vì sức ép của triều đình mà đành phải phế nàng. Chứ trong lòng ta cũng đầy thương cảm. Giả như lúc đó ta bình tĩnh hơn và nàng ấy cũng bớt điên loạn thì sẽ không bị phạt nặng như vậy. Cứ một hai nhất quyết cho rằng đã hạ sinh ra hoàng nam vào đúng thời khắc nhật thực. Cái lời nguyền quái quỷ nào mà nàng ấy cứ nhắc đi nhắc lại. Bệ hạ anh minh, chỉ mong có cơ hội làm sáng tỏ chuyện này để rửa oan cho hoàng hậu.
thần vẫn đang cho người tri tuyền tung tích của thái giám Đoàn Kha và cung nữ Kim Cúc. Ngài đã không còn là một đứa trẻ khờ khạo nữa. Ta cần phải cảnh giác nó hơn. Dù sao ta cũng cần có nó để thực hiện ước mơ khác nữa cho ta. Chớ giàu có mà không có quyền lực, vẫn phải che giấu thân phận trốn tránh truy nã của triều đình thì giàu làm gì? Chẳng qua trong năm nay sẽ có thêm một lần nhật thực toàn thân, nên ta mới cần ngươi. Chứ không là ta diệt luôn cho khỏe. Ta sẽ bắt nó nối lên điều ước để cho ta trở thành hoàng đế thống trị muôn loài. Sau đó thì nó phải biến mất ta mới yên tâm được. Giờ phải có cách cho nó quên đi thắc mắc về nguồn gốc. Ta nghĩ ra rồi. Nếu năm xưa ta không hạ quyết tâm thì làm sao có ngày hôm nay. Tại sao ngươi không đi tiếp? Bắt một đứa trẻ rời xa mẹ từ khi mới vừa lọt lòng quả là một tội ác mà trời không dung đất không tha. Không hiểu sao mà tôi có thể nghe lời ông dụ dỗ như vậy. Hoàng hậu ơi, làm sao mà con còn mặt mũi nào để nhìn lại người? Nô tỳ ngu ngốc. Đứa bé này là báu vật trời ban cho ta và ngươi. Để thay đổi số mệnh, thay trời hành đạo, ngày nào đó nó sẽ ban cho ta vinh hoa phú quý tột đỉnh. Hy sinh một chút tình riêng có sáng gì đâu mà cứ ca tháng hoài vậy. Tôi sẽ ẵm đứa trẻ này để trở về tạ lỗi với hoàng hậu. Ông ác lắm. Tiền bạc danh vọng không có nghĩa lý gì khi mà phải sống trong dằn vặt tội lỗi. Đứng lại đó cho ta. Ngươi không nhớ ngươi đã nợ ta một mạng hay sao? Tôi nhớ chứ. Nhưng mà không phải vì vậy mà tôi làm cái chuyện thất đức như vậy đối với một đứa trẻ. Giao đứa bé lại đây cho ta. Vô đây. Cô đây, trẻ đây. Cô đây. Tiện tì ngu ngốc, đó là cái giá ngươi phải trả mà ngươi dám chống lại ta. Còn bây giờ, bây giờ đứa bé là của ta. Là của ta. Đến lúc nào thúc mới nói cho cháu biết sự thật đây? Sự thật nào nữa? Sự thật là ta đã nuôi ngươi từ lúc lọt lòng, cho ngươi ăn học đàng hoàng hơn người, không phải sao? Nhưng mà cháu với thúc không phải ruột thịt, tại sao cháu lại ở đây? Và tại sao cháu lại sống hoàn toàn tách biệt với tất cả mọi người xung quanh, không một người thân thuộc? Không phải thúc đang lẩn tránh ai sao? Những chuyện này có quan trọng gì đâu. Một khi
ta trở thành người quyền lực nhất thế gian này. Ta sẽ trả lời cho ngươi biết, ngươi phải làm theo lời ta, nói theo ý ta. Cháu vẫn nhớ, đã từng nghe Thúc nói về chuyện này. Có phải vào năm cháu lên 8, trong một buổi trưa, khi mặt trời bị bóng đêm che phủ hoàn toàn và nhà ta đã biến thành một dinh thự đồ sộ như hiện nay, thì ngươi cũng một bước nhảy lên công tử rồi còn gì. Bẩm lão gia, Thiên An con đã có mặt và đã chuẩn bị xong tiệc nhẹ cho lão gia và công tử. Tốt lắm. Từ nay ngươi hãy ở luôn trong gia trang. Đặc biệt ngươi được quyền đi lại trong khuôn viên để chăm sóc ta và Tiểu Long. Dạ. Đây là ai? Không phải Thúc vốn là không cho gia nhân tiếp xúc và gần gũi với cháu sao? Ngươi hãy nhìn kỹ cái cô bé này đi. Công tử, công tử thấy đẹp không? Đúng là đẹp thiệt. Bên kia cũng có kìa công tử. Mời công tử dùng trà. Để đó đi. Phải ta đem ngươi về đây là để thỏa mãn dục vọng thấp hèn đâu, mà toàn đối phó với ta kiểu đó. Ngươi mau quên quá. Tôi nào dám quên. Bẩm quan, tôi với người đã chết không có quan hệ gì, không ân không oán. Chỉ là người ta trêu ghẹo cợt nhã tôi ngay trong quán ăn mà tôi đang hầu bàn trước bao nhiêu người, nên là tôi thẳng thừng từ chối. Đâu có dễ anh ta bất ngờ lăn ra chết, sao lại đổ tội cho tôi? Nhà họ kiện chính người đang tâm thuốc chết còn của họ, tội này đáng bị xử nặng để làm gương. Quan cho tôi quá, quan cho tôi có quan ơi. Tự nhiên tai quả đâu rớt xuống đầu tôi vậy nè. Tôi không có giết người, tôi không có nhận tội. Đưa nó xuống nhà ngục, dùng hình tra khảo cho ta. Dạ. Đi, đi. Quan ơi, quan cho tôi quá. Quan ơi, quan cho tôi mà. Ha 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 ha.
ta đã bỏ ra một số ngân lượng rất lớn để đền bù cho gia đình nạn nhân và thuyết phục quan huyện xử ngươi vô tội. Ngươi biết chứ? Sự thật là tiểu nữ vô tội, nhưng may là nhờ ngài đã ra tay cứu giúp. Nếu không mang oan sai cả đời. Ngươi là người của ta, ta nói gì ngươi phải nghe, hiểu chưa? Dạ hiểu. Chỉ trong vòng một tuần trăng nữa là nhật thực sẽ xuất hiện giữa ngọ, và điều này ta đã chờ đợi suốt 10 năm rồi. Cho nên kể từ bây giờ tới ngày đó, ngươi không được rời xa hoàng tử. À không, tên tiểu long đó không cho phép hắn rời khỏi trang viên, cho dù nửa bước. Bất cứ điều gì hắn nói ra và có ý định làm gì, ngươi phải báo cho ta biết trước. Có nghĩa là hết ngày nhật thực tôi sẽ được tự do. Coi đi, để tôi mới về mà đẹp lắm nè cô cậu. Ăn miếng nữa đi con, ăn đi. Giỏi, chở mẹ thương nha. Dạ. Con ráng ăn miếng nữa nha. Giỏi, giỏi lắm. Công tử có vẻ xúc động khi thấy mẹ con họ âu yếm hả? Phải, con người sinh ra ai cũng có cha có mẹ. Ăn nữa được đi cha con. Mẹ yêu thương chăm sóc. Ăn nhiều vô cho mau lớn. Dạ. Tại sao ta lại không được như vậy? Tại sao cái người mà ta gọi là đại thúc lại chưa bao giờ có cử chỉ hay lời nói âu yếm nào dành cho ta, mà chỉ là những mệnh lệnh lạnh nhạt? Còn nàng, thực ra nàng là ai? Là người tâm phúc của Đoàn Kha sao? Tiểu nữ tuy chỉ mới tới, nhưng thực lòng cảm thông cho hoàn cảnh của công tử. Tiểu nữ may mắn hơn công tử khi biết cha mẹ mình là ai. Nhưng cuộc đời không ai biết trước chữ ngờ. Nếu xem ta là bạn thì hãy giải bày cùng ta để nhẹ bớt nỗi lòng. Cha mẹ của tiểu nữ là bá hộ cao nổi tiếng một vùng. Cha tiểu nữ sống hiền lành, nhân đức, nên bị bạn bè làm ăn lừa gạt mất hết tài sản. Từ đó song thân đau buồn sinh bệnh mà qua đời. Tiểu nữ bơ vơ lưu lạc giữa chợ đời, từ một tiểu thư đại cát chỉ quen cầm kỳ thi họa, sau biến cố phải bươn chải mưu sinh để kiếm miếng ăn. Đi làm thì bị người ta hạ hiếp, còn bị đổ oan cho tội sát nhân. Chính Đoàn Kha là người đã đứng ra bảo lãnh tiểu nữ. Nếu muốn được tự do thì phải trả hết ơn này. Trả ơn cho ông ta à? Sau khi lợi dụng ta xong, vào ngày nhật thực tới chứ gì? Thì ra công tử đã biết. Nhìn nàng như chất chứa bao nỗi niềm tâm sự. Nếu xem ta là bạn thì hãy giải bày cùng ta để nhẹ bớt nỗi lòng. Cha mẹ của tiểu nữ là bá hộ cao nổi tiếng một vùng. Cha tiểu nữ sống hiền lành, nhân đức, nên bị bạn bè làm ăn lừa gạt mất hết tài sản. Từ đó song thân đau buồn sinh bệnh mà qua đời. Tiểu nữ bơ vơ lưu lạc giữa chợ đời,
từ một tiểu thư đại cát, chỉ quen cầm kỵ thi họa, sau biến cố phải bươn chải mưu sinh để kiếm miếng ăn. Đi làm thì bị người ta hạ hiếp, còn bị đổ oan cho tội sát nhân. Chính Đoàn Kha là người đã đứng ra bảo lãnh tiểu nữ. Nếu muốn được tự do thì phải trả hết ơn này. Trả ơn cho ông ta à? Sau khi lợi dụng ta xong, vào ngày nhật thực tới chứ gì. Thì ra công tử đã biết. Tôi đã cam chịu nghe theo lời của ông, kề cận lấy được lòng công tử rồi còn gì. Điều đó là tất nhiên rồi. Ta không cần ngươi làm gia nhân cho ta tới mãn đời đâu. Chỉ cần ngươi trả ơn ta chuyện rất nhỏ này thôi. Là chuyện gì? Không phải trước đó ông chỉ nói với tôi là gần gũi công tử, không cho công tử tiếp xúc với ai bên ngoài, và tuyệt đối tránh nhắc về gia đình với công tử là được hay sao? Tất nhiên đó là chuyện chính, nhưng ngươi cần phải chú ý điều này. Chỉ trong vòng một tuần trăng nữa là nhật thực sẽ xuất hiện giữa ngọ, và điều này ta đã chờ đợi suốt 10 năm rồi. Cho nên kể từ bây giờ tới ngày đó, ngươi không được rời xa hoàng tử. À không, tên Tiểu Long đó. Dạ mời công tử. Thâm thoát mà đã sắp tới ngày nhật thực giữa ngọ nữa rồi. Thì sao? Thúc đã chuẩn bị cho cái ước muốn vĩ đại rồi chứ? Người nói vậy nghĩa là sao hả? Thúc đã giàu sang phú quý đổi đời, không phải từ lời ước của tôi trong trưa nhật thực 10 năm trước sao? Thúc còn thiếu gì trên đời này nữa? Thôi chết, hắn đã biết bí mật quyền lực của hắn rồi sao? Tiểu này tới lúc đó, thay vì ước cho ta thành người quyền lực nhất thế gian, hắn lại biến ta thành cốc nhái gì đó, và khôi phục lại thân phận hoàng tử thì ta chết dở. Tiểu Long, ta tuy không có máu mủ gì với ngươi, nhưng ta cũng nuôi nấng ngươi khôn lớn tới ngày hôm nay, và ta cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Tại sao ngươi lại mỉa mai ta? Thật ra ý của ngươi là gì hả? Ta không muốn hại ông, ta chỉ muốn biết thân phận của mình, cha mẹ ta là ai, vì sao lại để ta sống với ông. Thật ra là ông muốn gì? Chỉ lợi dụng ta thôi sao? Chuyện này sớm muộn gì ngươi cũng biết. Hãy cho ta thêm chút thời gian nữa. Ta đã chờ đợi đủ lâu rồi, ta cần phải biết rõ mọi chuyện ngay bây giờ. Nếu như ông không đáp ứng yêu cầu của ta, thì tới lúc đó đừng trách tại sao ta không nghe lời. Lúc đó? Lúc đó là lúc nào? Ý ngươi muốn nói gì hả? Đó là cái lúc mà ông chờ đợi từ 10 năm nay không phải sao? Thôi chết, nó đã trưởng thành rồi, thế là nó sẽ tự ý tìm hiểu mọi chuyện. Tới ngày nhật thực mà nó ước khôi phục lại mọi thứ thì ta cầm chắc rơi đầu. Không được, ta phải đi trước một bước. Vinh hoa phú quý như vậy cũng đủ rồi, phải lo bảo toàn thôi. Sáng mai khi bưng trà cho Tiểu Long, ngươi đổ cái gói này vô cho ta. Đây là thuốc độc sao? Hắn không chết thì ngươi phải chết. Ta sẽ giao ngươi lên cho quan phủ về cái tội ngộ sát ngày trước, ngươi nhớ đó. Hắn phải chết trước giờ ngọ trưa mai. Thank you.
hoàng thượng. Nào miễn lễ. Bấy lâu nay hậu có ổn không? Đa tạ hoàng thượng đã giá lâm thăm hỏi. Tội thần vẫn sống lay lắt qua ngày để chờ đợi. Bấy lâu ta vẫn biết là hậu vẫn không chấp nhận được chuyện hoàng tử không được sinh ra đời. Nhưng mà đó là sự thật. Sự thật là con của chúng ta đã bị ai đó cướp đi từ khi mới lọt lòng mẹ. Trời cao có mắt, nó là quý nhân chân mạng thiên tử, không ai có thể hại nó được. Nhất định một ngày nào đó nó sẽ quay trở về đây để minh oan cho tội thần. Hậu cứ mãi chấp niệm chuyện đó để làm gì chứ? Ta nay cũng đã già yếu, mà không có con trai nói giỏi, ngôi báo này chắc phải giao lại cho dòng thứ. Trước khi ta lui về, ta muốn làm một chuyện cuối cùng. Ta xin triều đình ban đặc ân cho hậu được miễn tội, phục lại chức vị. Ta cũng tin rằng hậu không có lỗi gì. Điều đó thì có nghĩa lý gì khi đứa con trai của ta nay đã 18 tuổi rồi vẫn bặt tâm. Dạ mời lão gia dùng trà. Mời công tử dùng trà. À được rồi. Đây là trà cung đình không dễ gì có được, cho nên phải uống hết. Dạ. Tiểu Long, ngươi sao vậy? Tiểu Long, Tiểu Long, Tiểu Long. Tôi có sống nữa cũng vô ích thôi. Đừng có trách ta. Ai nói ngươi mang chân mạng đế vương chứ? Hả? Hả? Bỏ ta ra! Bỏ ta ra! Các chúng khanh gia, hôm nay ta có một chuyện muốn nói với chúng khanh. Là nguyện vọng của ta trước khi ta thoái vị là khôi phục lại chức vị cho phế hậu. Nay điều đó đã hoàn thành thì ta cũng đã tạm yên tâm. Tuy nhiên hoàng hậu vẫn không thôi cho rằng có kẻ nào đó đã bắt cóc đi hoàng tử. Các chúng khanh đây nghĩ sao? Thả ta ra! Thả ra! Thả ta ra! Công tử, mặt trời hình như bắt đầu bị che phủ rồi. Cái gì? Tới giờ cỏ rồi sao? Hãy nghe lời ta, coi như ta gian xin ngươi lần cuối. Hãy lặp lại lời nói của ta một lần thôi. Làm ơn đi. Hãy ước cho Đoàn Kha trở thành người quyền lực nhất thế gian. Nói đi, nói nhanh lên. Vậy thì ngay bây giờ nói cho ta biết, cha mẹ ta còn sống hay đã chết? Tại sao ta lại ở với ông? Nói mau, nói, nói. Họ, nhanh lên. Họ còn sống. Hãy giúp ta. Nói nhanh lên đi. Nói đi mà. Ta là kẻ đại bất hiếu. Xin trời đất chứng giám, ước gì con có thể bay tới gặp cha mẹ mình ngay bây giờ. Không, không. Nghiêm, Nghiêm. Bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu. Bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu.
công tử, chúng ta đang ở giữa cung vua. Nói vậy cha mẹ ruột của công tử là đức vua và hoàng hậu hay sao? Các vị, sao lại hiện ra đột ngột như vậy? Hắn chính là tên thái giám Đoàn Kha đã bỏ trốn năm xưa. Còn hai người này là người bắt giữ hắn đúng không? Người đó chính là thái giám Đoàn Kha ngày trước. Hoàng thượng mau tra xét hắn đi. Tên kia, con trai của ta ở đâu? Còn người này là ai? Người hãy khai ra hết tất cả đi. Mặt trời vẫn còn đang bị che phủ chưa qua. Ông muốn công tử lên tiếng biến ông thành cấp nhái hay là rắn rít đây? Dám bắt cóc công tử, còn không mau nhận tội. Xin hoàng tử hãy nghĩ tình. Lão già này từng nuôi nấng hoàng tử suốt 18 năm qua mà ban cho tội thần một con đường sống. Hoàng tử muôn tâu đức vua, đây chính là hoàng tử, người mà 18 năm qua vì hạ thần nghe lén được nên biết hoàng tử ra đời với phép lạ khó ai bì, do lòng tham mờ mắt nên bắt đi hài nhi. Hoàng thượng tha mạng. Lòng lan dạ thú. Còn Kim Cúc ở đâu hả? Nàng ta đã qua đời rồi. Lính đâu? Dạ. Giam hắn vào ngục tối chờ lính ta. Dạ. Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy tha mạng. Đây đi. Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy tha mạng. Hoàng tử, cứu tội thần mà. Hoàng tử. Hoàng thượng, đây chính là con trai của chúng ta, không lẫn vào đâu được. Phụ hoàng, phụ hoàng. Đúng rồi, đúng là con trai trống rồi. Chúc mừng hoàng thượng, nay đã tìm được hoàng tử thất lạc. Từ nay hoàng gia đã có người nối dõi. Còn cô gái này là... Nàng đứng dậy đi. Dạ, thưa phụ hoàng, thưa mẫu hậu, nàng là Thiên An. Thay vì phục tùng tên Đoàn Kha độc ác đó, nàng đã bày mưu cùng con bắt hắn thú nhận tội ác của mình. Thiên An, ta rất cảm kích ơn cứu mạng của nàng dành cho ta. Thú thật, lần đầu tiên gặp nàng ta đã có tình cảm với nàng rồi. Rồi khoảng thời gian mà chúng ta ở cùng nhau, đó là khoảng thời gian ta cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Nàng lại là hồng nhan, tri kỷ, cùng ta vượt qua hoạn nạn. Điều đó không có gì có thể so sánh được. Ta...
ta có câu hỏi này muốn hỏi nàng từ rất lâu rồi. Nàng có đồng ý làm nương tử của ta không? Vậy là tốt quá rồi. Hai con mau bái kiến phụ vương đi. Dạ. Miễn lễ. Ta thật không ngờ là tâm trí của mình u mê mà tin vào câu chuyện thị phi quan đường bạc đãi hậu, đã để con trai mình bơ vơ thiếu tình thương cha mẹ. Nếu ta tin lời nàng mà tung ba quân đi tìm kiếm tung tích của hoàng tử thì chúng ta đã đoàn tụ sớm hơn rồi. Thần thiếp nào dám trách móc người. Hãy coi như đó là kiếp nạn mà đời người ai cũng phải trải qua để thấy hạnh phúc đoàn viên là không gì sánh được. Và chẳng phải chúng ta lại có thêm một nàng dâu thông minh, xinh đẹp này nữa hay sao? Mẹ. Anh đi nhậu về đã say mềm rồi, còn bắt út nhỏ chạy đi mua rượu về cho anh uống tiếp. Con mới vừa lên tiếng cản là anh cầm chổi quýnh con tới tấp mà. Cái thằng này từ ngày mà nó ra ngoài làm ăn tới giờ không khá được một chút á, bây giờ nhà nó sanh tật hả? Tối ngày đánh đập vợ con như vậy á, nhìn hai mẹ con bay như vậy á, ta cầm nòng không nổi. Con cũng mệt mỏi quá. Nếu không vậy út nhỏ chắc con bỏ nhà con trốn đi luôn á, chứ sống gì đâu có nổi đâu. Thôi dán đi con, nằm đi nghỉ đi. Nhạc. Ủa anh Thiện à? Ừ, bữa nay anh Thiện bán đất gì sớm hả? À, nói chung hôm nay đắt dữ lắm cho nên là về sớm. À, sẵn rồi canh me. À, không, à, không 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 có canh me. Ủa mà cô Nhàn đi đâu vậy giờ? Dạ. Này mà đi đâu vòng vòng đây? À, em đem cái mớ trứng gà này ra chợ bán. À, vậy hả? Cũng có mấy mối dặn em giờ này. À, ta nói ai mà có phước dữ lắm mới có được cô Nhàn. À, anh khen vậy là mày mắc cỡ quá. Mà anh không thấy mọi người dèm pha em là bà cô ế chồng hay sao? Bậy bạ. Trời ơi, cô Nhàn đừng có tin lời của thiên hạ dèm pha. Người ta nói này nói nọ nói tầm bậy không à. Thiệt tình. Thôi mà bây giờ không mấy cô ra chợ phải không? Dạ. Để tôi mang cái mớ trứng này giúp giùm cô ra chợ bán nha. À thôi được rồi. Em cầm mỗi ngày cũng quen rồi không sao đâu. Thôi. À, em đi trước nha. Anh ơi. À, cô Nhàn. Dạ dạ. Chưa mở hàng phải không? Dạ. Tôi mà mở hàng á đảm bảo là bán đắt như tôm tươi vậy đó. Thế không? Bán đắt lắm. Trời, mở hàng bán đắt mà giấu hoài. Vậy anh mua bao nhiêu trứng? Cho tôi một chục trứng nha. Dạ. Nè, em á lấy thêm mấy cái rơm này em để cho anh nghe. Cái gì á? Anh đem về nhà hả là anh không có sợ bị trứng bể. Cô Nhàn ơi, tôi thấy cô chu đáo quá. Ta nói người ở đâu mà vừa đẹp người đẹp nết chu đáo mà biết mần ăn nữa.
Tôi ước gì có được cô làm vợ tôi. anh Thiện cứ nói quá à. Em cũng ước gì cũng có một người chồng giỏi giang, biết chăm sóc, quan tâm vợ giống như là anh vậy đó. Tôi hả? Dạ. Xong rồi đó anh. À, xong rồi. Chưa cho tiền. Gửi tiền cho cô Nhàn để cô Nhàn đi bán nữa chứ. Dạ. Chúc cô Nhàn buôn bán đắt hàng. Có gì ngày mai mình gặp lại nhau nữa nha. Tôi mở hàng tiếp cho cô. Dạ. Em cảm ơn Thiện. Em đi nghe anh. Cô Nhàn ơi. Gặp lại anh sau nha. Cô Nhàn. Nhàn ơi Nhàn. Nhàn. Nhàn ơi, đi cẩn thận nha Nhàn. Đẹp quá. Nè út nhỏ. Dạ. Mày làm gì mày thấy cha mày về mày lắm la lắm lét vậy? Không có chào thưa gì hả? Dạ thưa cha mới về. Nói mày mới thưa hả mày? Mẹ mày đâu rồi? Dạ mẹ con trong bếp. Lui cua trong bếp suốt ngày à. Đại biểu coi. Đứng đó làm gì? Cầm. Đem chục trứng này nè. Nói mẹ mày luộc đi rồi hồi ăn cơm đi cho. Dạ. Xong đi đứng đó làm gì? Dạ con nè. Đi. Dạ. Đem cho lẹ xong ra quét sân cho tao. Dạ con. Nay nhỏ lạ thiệt nha. Ăn cơm đi. Nhỏ nhỏ. Dạ. Hồi nãy cha đưa cho mày, cha nói là mày nói với mẹ mày á luộc hết cái mớ trứng ở trong cái sọt. Rồi mày có nói với mẹ mày không? Dạ có, con có nói. Bữa nay mình không có uống rượu, tốt quá. Tốt, tốt cái gì? Hả? Hồi nãy tôi đem về một chục trứng, tôi kêu bà luộc hết đi ăn cơm. Bà nghĩ sao bà luộc có một trứng hả? Hả? Còn chín trứng kia đâu? Đem về cho bà con dòng họ bà ăn hết được không? Mình nói gì kỳ vậy? Tôi làm gì có bà con dòng họ gì quanh đây đâu mà cho. Mình đem về nhiêu, tôi luộc hết bấy nhiêu mà. Đem về nhiêu hả? Đem về nhiêu hả? Nói cùng cãi hả? Cùng cho nữa hả? Hả? Trời ơi, tôi đâu có biết đâu. Giờ tôi là vợ ông, tôi nói phải tin chứ. Tin cái gì mà tin? Đem về một chục trứng mà bây giờ còn có một trứng duy nhất nè. Là sao? Ai ăn ai nhịn? Hả? Trời ơi, lúc mà ông say xỉn á, ông về nhà ông đánh đập vợ con, ông phá nhà phá cửa sao tôi cũng chịu được hết. Nhưng bây giờ ông đang tỉnh táo mà, thì sao ông không bình tĩnh? Có gì nói chuyện phải quấy với nhau. Ha, bình tĩnh hả? Ý mà nói là lúc mà tôi đánh đập vợ con là lúc tôi sai xỉn chứ gì. Còn bây giờ tôi tỉnh mà bà đối xử với tôi như vậy hả? Cho tôi ăn có một trứng gì hả? Mẹ khỏi ăn. Trời ơi. Tôi làm sao? Cha đừng nói. Mày hả? Quýnh cho bà tôi nè. Quýnh cho bà tôi nè. Mày hả? Hôm nay tôi quýnh cho chết. Tôi giết mình ăn. Hả? Ôi chứ hả? Mày hả? Trời ơi. Hơn tao hả? Mày muốn cho mày chết. Thiện anh Thiện. Thiện ơi. Dạ. Chờ chút. Anh Thiện. Thôi vậy con có sao không? Anh Thiện ơi. Anh Thiện. Cái gì? Qua nhà ta la quay quải là sao? Nè, lấy lại mớ trứng của anh đi. Mắc mớ gì tự nhiên đưa tôi? Thì của ai hả? Thì trứng của anh thì đưa lại cho anh chứ làm chi. Hồi chiều đó anh rửa tay anh bờ kinh á, thằng con của Tư Ếch nó tái mái tay chân, nó lấy cái vỗ trứng của anh đem đi giấu. Rồi bây giờ nó không dám đem qua trả, nó thập thò trước cửa nhà. Nó thấy tôi đi ngang, nó kêu tôi đem đi trả giùm. Trời đất ơi, cái thằng quỷ mày mắc dịch. Dám chơi tao hả mày?
Trời ơi, con nít mà. Nói nó làm chi? Nít cái gì? À, nó tái máy hay là ông tái máy đây? Ê, nói chuyện đàng hoàng nha, à, không lấy đây tôi lấy. Bậy. Bất quán cái gì kỳ cục vậy? Tôi có lòng, tôi đem lên tôi trả. Anh còn nói gì nữa là sao? Trời đất ơi, là trời, kỳ cục vậy? Trời, cảm ơn. Làm ghê vậy? Không phải thôi. Cảm ơn nhiều nha. Tốt quá à. Trời ơi. Mẹ. Nè. Mẹ ơi. Ba. Mẹ. Mày đứng lại đó. Đứng lại đó. Nhưng mà mẹ của con. Mẹ cái gì mà mẹ. Cứ để cho ba đi. Đi vô nhà. Ba. Nhanh lên. Nhanh lên cho mày. Đi cho đã đi. Rồi cũng về à. Mày ơi, mày đừng có đi ăn xa quá, coi chừng lại nha. Út nhỏ ơi, Út nhỏ. Mày đâu vậy Út nhỏ? Trời đất ơi, cái con quỷ này. Giờ này là bao nhiêu giờ rồi mà mày còn hả để dịch nó ăn uống vậy? Hả? Tại sao không biết về nhà? Dạ trời mới mưa xong nên con định cho tụi nó ăn no nê một bữa. No cái gì no? Ăn nhiêu đó đã đủ rồi. Lo về nhà dọn dẹp nhà cửa, chiều nay nhà mình có khách á. Có khách? Ủa ai vậy cha? Dì Nhàn ghé qua bên nhà mình ăn cơm. Mà sắp tới chắc chắn là dì Nhàn ở nhà mình luôn rồi đó. Cha định để dì Nhàn ở luôn nhà mình đó cha. Chứ sao, nhà tao mà. Tao muốn cho ai ở là quyền của tao. Lo lẹ đi. Nhưng mà còn mẹ con thì sao cha? Mẹ mày hả? Mẹ mày đi lâu quá rồi. Cha ơi, con chắc chắn mẹ con sẽ về mà cha. Về cái gì mà về? Bả sẽ không có về nữa đâu. Mà bả có về đi chăng nữa, ta cũng không cho bả ở đó nữa. Lo lùa dịch nhanh, hiểu chưa? Về nhà con dọn dẹp nhà cửa nữa đó. Về rồi đó hả? Dạ, con chào dì. À, đi ra giếng gánh nước liền đi, cho đầy cái lu này. Dì để con vào con thay bộ đồ cái xong con ra con gánh liền cho dì thôi, nha. Thôi, khỏi thay đồ, đi liền đi cho lẹ, trễ rồi. Mau lên. Dạ. Sao mình không để cho Út nhỏ nó thay quần thay áo đi, chứ người nó ướt nhẹp, một con gái con đứa ra đường ướt kỳ lắm. Trời đất ơi, nó ướt có làm sao đâu. Mà đêm hôm á mà tôi để cho nó gánh nước như vậy, hàng xóm dị nghị tôi là mẹ ghẻ con chồng. Trời, từ sáng tới giờ con ta làm cực lực quá rồi, thay cái bộ đồ có sao đâu. À, ý mình nói là tôi mẹ ghẻ con chồng phải không? Đâu có ý đó. Nè, đi đâu vậy? Chưa cơm nước chưa chân mà. Đi qua bên nhà ngọ. Qua ngọ làm gì? Nhậu nữa phải không? Không được đâu hết á. Nè, đừng có quá đáng rồi nha. Bây cấm tôi nhậu, rồi cấm luôn cái chuyện mà tôi qua gặp bạn bè tôi nữa làm sao? Nè, tôi nói cho ông biết nha. Tôi là tôi, không có giống người vợ hiền nhút nhát nhu nhược của ông đâu nghe chưa. Mà ông muốn làm gì ông làm. Ông đi phải không? Được rồi, tôi đi theo. Để qua bển á, ông gặp thằng nào con nào. Cái gì? Hôm nay quá đáng nói chuyện, muốn đi sao? Theo nữa hả? Sao? Nè, đánh đi, ông đánh đi, ngon đánh đi. Không đi thì không đi. Ok, ghét.
Chết rồi, bà Dịch đi đâu rồi? Mình mà về nhà là gì không để yên cho mình đâu. Phải đi kiếm mới được. Tội nghiệp con gái của mẹ. Mẹ không ngờ con lại sống vất vả và cơ cực như vậy. Mẹ ơi, cha nói mẹ đi luôn không về nên cha mới cưới về nhà. Mẹ, sao mẹ không về với con? Hôm đó mẹ uất ức quá, mẹ hoảng loạn chạy thẳng vào rừng sâu rồi bị sập vào bẫy thú. Cũng may là có già làng cứu mạng đem về đây chạy chữa thuốc thang. Vậy là chân của mẹ bị tật luôn á mẹ. Cứu được cái mạng của mẹ đó là may mắn lắm rồi. Chân của mẹ bị tật nhưng mà chống gậy thì mẹ vẫn đi được, không sao. Con thương mẹ quá à. Mẹ cũng thương con lắm. Sống ở đây nhưng mà không có ngày nào mẹ không nhớ đến con. Mẹ tính là khi nào chân mẹ lành lặn thì mẹ sẽ quay trở lại tìm con. Nhưng mà bây giờ con đã ở đây, ngồi ngay trước mặt mẹ rồi. Mẹ ơi, bây giờ con gặp lại mẹ rồi, mẹ cho con ở lại đây với mẹ nha. Con sẽ chăm sóc cho mẹ. Tất nhiên là con phải ở lại đây với mẹ chứ. Rồi mẹ sẽ dạy con dệt vải. Cuộc sống của mẹ con mình sẽ không còn cơ cực như xưa nữa đâu. Mẹ ơi, mấy tấm vải này là do mẹ dệt hết rồi. Là mẹ dệt đó. Đẹp quá à. Mà ai dạy mẹ dệt vậy? Chính già làng là người đã dạy mẹ. Sau khi cứu mạng mẹ, người đã cho mẹ chỗ ở này, rồi còn dạy mẹ dệt vải để kiếm sống nữa. Mẹ sẽ may cho con một bộ đồ mới, rồi từ từ mẹ sẽ dạy con dệt vải nữa ha. Thì đó mẹ, hết mà. À, Út nhỏ, nghe mẹ dặn nè. Con có thấy ngôi nhà gỗ nhỏ nhỏ bên đằng kia không? Dạ, con thấy. Nghe mẹ dặn cho kỹ nha. Con tuyệt đối không bao giờ được tự tiện mở cánh cửa đó ra. Ủa sao vậy mẹ? Bộ trong nhà đó có gì hả mẹ? Già làng có nuôi một bầy chó săn, rất là hung dữ. Đối với người mà nó quen hơi thì không sao, nhưng mà đối với người lạ, chúng sẽ xé xác rồi đó. Sao già làng lại nuôi mấy con chó đáng sợ đó vậy mẹ? Già làng nuôi bầy chó đó để chống lại thú dữ. Nhưng mà con yên tâm, khi mà chúng đã quen hơi rồi thì không sao đâu. Biết đâu mai mốt con lại là bạn của chúng nữa. Thì đó mẹ. Thích quá à.
Ủa, Út nhỏ ở đâu? Chưa tìm được nó nữa hả? Trời đất ơi, vậy thì nó đi đâu? Sao không biết tìm nó đi còn ngồi đây? Mấy ngày nay tôi cũng đi tìm nó rồi, hỏi người này tới người khác mà không biết nó đi đâu nữa. Không biết có chuyện gì xảy ra với con gái của tôi hay không nữa. Tôi nghĩ nó không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Nó trốn theo bà dịch của tôi luôn rồi. Thôi mà, làm ơn đừng có gieo tiếng oán cho nó có được không? Đây là nhà của nó, mắc mớ gì nó trốn. Ờ, thì nó trốn thì khỏi làm việc nữa, khỏi chăn dịch, khỏi móc lúa, khỏi chặt củi, khỏi gánh nước đủ thứ, khỏi đủ thứ công việc nhà hết trơn á. Khỏi 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 gì? Con tôi mới có mười mấy tuổi à, biết bao nhiêu công việc mà đổ lên đầu nó, làm sao nó chịu cho nổi chứ. Ủa, chứ đổ nào ai, chẳng lẽ đổ đầu tôi? Nè, bà đừng có quá đáng nha. Quá đáng cái gì? Nè, tôi nói cho ông biết nha, ông mà không tìm Út nhỏ vậy để cho tôi được á, tôi mà tự tìm ra nó, tôi sẽ cạo đầu của nó, biết sao không? Tại nó ăn cắp đồ của tôi, ông hiểu chưa? Bà dám không? Tôi dám á. Rồi sao? Ông muốn sao? Tìm nó thì tìm nó. Vợ dữ như quỷ vậy. Điều tra vô nhà đi. Dạ. Cha ơi, cháu chín rồi, cha ăn ngay đi cho nóng. Được rồi, cảm ơn con. Cha đã đối xử tệ bạc với hai mẹ con của con. Bây giờ cha đã hối hận lắm rồi. Tôi tìm được Út nhỏ rồi. Tôi kêu á là nó về đây ở với tôi mà nó không chịu. Nó nói nó ở với mẹ nó vui hơn. Thôi kệ, nó muốn làm gì nó làm. Ủa, đâu có được, không có nó ai làm việc nhà. Ngày mai ông tới đó kêu nó về. Thì cũng có nói nó chứ, nó không chịu biết sao giờ. Trời, thôi, 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 được rồi, được rồi. Để từ từ tôi tính cho nha. Cái ông này. À, mà nè, ông nói Út nhỏ lúc rày á, nó dịch giải đẹp lắm phải không? Trời ơi, đẹp dữ lắm rồi nha. Buôn bán rất là đắt, dệt bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu luôn. Thiệt vậy đó hả? Thiệt chứ, nó khoe với tôi vậy mà. Ừ, chẳng bao lâu chắc hai mẹ con họ giàu to lắm đây. Chắc vậy quá. Tôi thấy cái làng nó trù phú dữ lắm nha. Nhà cửa đều khang trang hết nha. Đảm bảo giàu chắc luôn. Vậy hả? Ừ. Vậy sao không ở đó luôn đi? Nói kỳ cục vậy. Sao ở được ở? Đối xử với hai mẹ con người ta tệ bạc quá mà. Sao mặt mũi nào ở lại với hai mẹ con người ta? Ủa, mày đâu đó? Tôi qua bên nhà ông hai, lâu quá không gặp người ta, hỏi thăm người ta làm ăn có được hay không, buôn bán có được hay không thôi chứ cái gì đâu. Ơ, à, ông, nè, ông.
trời đất ơi, mỗi lần mà tụi nhắc tới vợ con ông á là ông lãng chỗ khác à, bực mình à. Nè, còn mày nữa, nãy giờ mày đứng ở đây á, mày nghe hết rồi phải không? Trời đất ơi, hai ông bà nói chuyện lớn như vậy ai mà không nghe được. À, mà mày có tin cái chuyện hai mẹ con út nhỏ giàu có lên nhờ dịch giải không vậy? Không dám đâu. Cái con nhỏ út nhỏ đó nó khôn bà cố, nó lấy tiền của nhà mình cho mẹ nó thì có. Ừ, sao mày cũng nghĩ y chang chị mày vậy? À, còn có vụ bày dịch nữa. Chắc chắn là nó đem bày dịch nó đem về cho mẹ nó làm của rồi. Chứ sao mày đi lạc được? Dịch nó cũng biết đường về mà, sao lạc được, đúng không? Đúng rồi đó, chị hai nói đúng đó. À mà nè, vậy bây giờ chị tính sao? Không lẽ chị cứ đứng đây nhìn thấy hai mẹ con nó giàu hơn chị hay sao? Sao có chuyện đó được. Mày để chị mày tính cho. Làm gì mà đi mà không đợi tôi cho vậy hả? Trời đất ơi, mày đi lẹ đi. Làm đi chậm vậy? Mà mày tin lẹ sao mày đi chậm mới vậy? Chàng ràng hoài hả? Tí nữa cợp nó dồn mày bây giờ nè. Trời đất ơi, đang đi rừng mà bà nói vậy, bà không sợ hả? Sợ gì? Mày đi lẹ đi. Mày nè, tới chưa vậy? Tới rồi kìa, phía trước đó, mày thấy hả? Đâu? Kìa. Đó đó hả? Làm đó hả? Mà bà có chắc nó là phải ngồi làm đó không? Chắc chắc rồi, tao hỏi kỹ rồi, tao mới dẫn mày đi chứ. Mệt quá, đi lẹ đi. Mà này nè, cái tên tôi đâu mà kêu hoài vậy hả? Xin phải tên lẻ đó, không phải tên lẻ đó được. Bực mình hả? Làm gì vậy? Tao tới là hỏi tội mày nè. Mày dám đi chăn dịch của tao, lùa hết cho mẹ mày, để cho mẹ mày làm của hả? Dạ, dạ, dạ không phải đâu gì. Thật sự là ngày hôm đó con ngủ quên, cái nàng dịch nó chạy vô rồi, con kiếm không được. Mày còn nhỏ mà mày dám ở mặt tao hả Út nhỉ? Dạ. Bây giờ đem hết giải dốc đồ đạc nè, đem về nhà cho tao, mau lên. Không được, cái này của mẹ con. Dì cho con thời gian đi, con cố gắng con học dệt vải rồi con đem bán, dần dần con trả lại cho dì. Không, không có thời gian gì hết á. Nếu không á, mày theo tao về nhà. Mau lên, mau lên, con đi bán. Con muốn ở với mẹ con mà. Út nhỏ. Mẹ. Con cứ để cho cô lấy đi. Con muốn lấy gì á, thì cô lấy hết đi. Lấy xong rồi á, thì cô hãy mau mau rời khỏi đây cho mẹ con tôi được sống yên ổn. Được rồi, chị biết điều đó. Út lẹ. Mau đi kiếm đồ đi, lấy hết cho tao. Ở đây không có gì quý giá hết trơn á, ngoài đống vải này. Biết sơ cái nhà không biết có gì rồi. Mày tìm kỹ chưa? Kỹ rồi, không có gì hết á. À, còn nhà bên kia kìa, mày tìm kỹ chứ vậy? Chưa qua đó. Chưa qua phải không? Đừng đi qua. Đừng. Tôi xin mấy người đừng có vô trong đó. Không cho đi. Không cho đi là chắc để đồ quý giá trong đó rồi. Không, ở trong đó không có gì hết đó. Gì cậu? Đừng có vô trong đó. Im đi. Chuyện gì vậy hả? Có chuyện gì vậy? Sao tôi nghe tiếng của nhàn la trong đó hả? Có chuyện gì? Họ bị chó săn xé xác rồi. Cha ở lại với mẹ con đi cha. Cha không có muốn đâu.
để ở lại đây với hai mẹ con của con được. Cha đã hối hận rất nhiều. Tính tình của cha thì lại gia trưởng, lại ham mê rượu chè. Và cũng chính cha đã làm cho mẹ con phải mang tật suốt cuộc đời này. Và cũng chính cha đã phá tan nát gia đình này. Cha không còn xứng đáng với hai mẹ con của con nữa đâu. Mẹ, cha biết lỗi rồi, mẹ tha lỗi cho cha nha mẹ. Mẹ cho cha ở lại đây nha mẹ. Cha không còn mặt mũi nào để nhìn mặt hai mẹ con nữa. Cha đi đây. Con nó đã nói vậy rồi, mình hãy ở lại đi. Mình ơi, mình đã tha thứ hết mọi tội lỗi của tôi hả mình? Từ đó ông Thiện chăm chỉ chí thú làm ăn, quên thói bạo hành đánh vợ chửi con. Ông hết lòng yêu thương vợ con. Ông không còn uống rượu say xỉn, kiềm chế được tính nóng nảy, không mắng chửi vợ con để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Huynh giỏi quá, đúng là văn giỏi song toàn mà. Phụ dương khen huynh là không sai. Này con nhỏ, cứ dân ôn võ luyện, nay mai này sẽ hơn ta. Nhị đệ làm sao dám so bì với hoàng huynh được. Phụ dương khen huynh chắc chắn sẽ phong cho huynh là thái tử. Đệ tuy còn nhỏ tuổi mà khẩu khí khiến cho hoàng huynh phải nể phục. Có chuyện gì vậy Thị Lan? Dạ bẩm hoàng tử là hỷ sự, nương nương đã lâm bồn. Chúc mừng hoàng tử đã có hoàng nam. Xin mời ngài quay gót về dinh phủ. Thật vậy sao? Dạ. Qua đây, chúng ta mặc tới đó đi. Dạ. Đi. Phu nhân. Phu nhân. Con trai của ta sao lại khôi ngô tuấn tú như vậy? Phu nhân, nàng có mệt lắm không? Thiếp đã quên hết mệt nhọc khi nhìn thấy hoàng nam. Ủa? Hoàng huynh, sao dưới tay của cháu có ba nốt ruồi son vậy? Đâu? Đúng rồi, phu nhân, con của chúng ta có ba nốt ruồi son ở dưới tay. Có ba nốt ruồi son, không sao chứ? Theo như nô tỳ biết á, người có ba nốt ruồi son như vậy là quý tướng. Xin nương nương cứ yên tâm. Chúc mừng nhất hoàng tử và công nương đã có hoàng nam. Thái sư, ông cũng sớm có mặt để chúc mừng ta sao? Tin tốt lành đã lan truyền khắp hoàng thành, thần làm sao dám chậm trễ được. Thái giám. Dạ. Mau báo cho hoàng thượng biết là ngài đã có hoàng thái tôn. Thần tuân lệnh, hoàng thượng chắc sẽ vui mừng lắm đây. Thái sư là một bậc công thần, cho nên ta mong ông hãy tiếp tục cánh giác triều chính, cùng Tân Dương xây dựng Sơn Hà xã tắc. Hạ thần xin tuân chỉ. Hai hoàng tử của ta, người nào cũng xứng đáng kế vị, nhưng ngôi báo thì chỉ có một. Thái sư, hãy y theo di chí của ta mà thi hành. Xin hoàng thượng yên tâm, hạ thần sẽ nhất nhất làm theo di chí của hoàng thượng. Phụ hoàng,
phụ hoàng. Đất nước không thể một ngày không có vua. Thưa lệnh của tiên đế, ngay sau khi ngài băng hà, ta phải lập tức công bố di chiếu để có người kế vị. Đây là bức di chiếu có ngọc ấn của tiên đế. Tất cả hãy nhìn cho rõ. Không biết là hoàng thượng sẽ truyền ngôi lại cho ai nữa. Đúng rồi, không biết ai để ta thì một trong hai hoàng tử thôi. Sau khi cân nhắc, xem xét mọi lẽ, tiên đế đã quyết định nhường lại ngôi báo cho nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử hả? Sao mà được? Xin mời bệ hạ. Vị hoàng tử còn quá nhỏ. Trong thời gian chờ Tân Dương đủ tuổi trưởng thành thì Thái sư ta sẽ toàn quyền nhiếp chính. Dạ bẩm hoàng tử. Có chuyện gì? Người hãy mang nương nương và hoàng tôn trốn ra khỏi cung đi. Tại sao ta phải làm vậy? Thần đường mật báo, thái sư đang nắm trong tay bằng chứng nói là ngài tạo phản, thưa hoàng tử. Ta không làm, ta không sợ. Ta sẽ đi gặp hoàng thượng để nói rõ về chuyện này. Nhưng hoàng thượng còn nhỏ, rất khó hiểu chuyện. Với lại quyền hành đang nằm trong tay của thái sư, hắn đang toàn quyền thao túng mọi chuyện. Vậy nếu ta đi thì khác nào chấp nhận mình là đại nghịch bất đạo hay sao? Nhưng nếu như hoàng tử ở lại thì sẽ lọt vào bẫy của thái sư. Với một người âm mưu xảo quyệt như thái sư, chắc chắn ngài sẽ không thoát tội. Lúc đó sẽ không còn cơ hội cứu Dương Triều nữa. Xin hãy nghe thần một lần này. Vì Dương Triều, vì nương nương, vì hoàng tôn, xin ngài hãy mau rời khỏi hoàng cung. Xin ngài. Nhiếp hoàng tử, xin ngài hãy mau rời khỏi hoàng cung. Chúng ta phải bỏ trốn thật sao? Tại sao chàng không cầu xin hoàng thượng che chở cho mình? Chàng cũng là hoàng huynh của người mà. Ta e rằng hoàng thượng không còn quyền hành gì đâu. Ngài còn quá nhỏ tuổi và đang chịu sự điều hành của thái sư. Ta phải tự bảo vệ mình trước khi gặp được ngài. Nhi lên. Nương nương, xin người hãy cho nô tỳ đi theo để chăm sóc người. Chúng ta đi thôi. Dạ. Với tình hình này, nếu chúng ta đi chung thì rất khó rời khỏi hoàng cung. Chị Lan. Dạ không. Người hãy mau đưa nương nương và hoàng tôn rời khỏi đây trước. Ta sợ lại ứng phó và rời khỏi đây sau. Dạ em sẽ không đi nếu không có chàng. Nàng phải sống, nàng phải giữ mạng sống của mình và bảo vệ con của chúng ta nữa. Mau đi đi. Nàng hãy đi đi, ta sẽ tìm gặp nàng sau. Không, em không đi đâu. Chị Lan. Dạ. Đừng 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 đi đi. Dạ mình đi thôi nương nương. Nhanh lên. Đâu? Bắt chức hoàng tử cho ta. Dạ. Người muốn kháng cự hay sao? Giết kháng cho ta. Giơ tay lại. Hoàng thượng. Hoàng huynh, tại sao lại như vậy? Hoàng thượng, xin ngài đừng quá bi lụy. Ngài hãy suy xét cho kỹ. Ngài không thấy đúng như lời thần đã tấu hay sao?
cuối cùng thì kẻ phản bội này cũng tự rơi mặt nạ. Hắn biết mình đã bại lộ âm mưu tạo phản nên muốn bỏ trốn. Ngươi tính đào tẩu đúng không? Ngươi đừng vu khống ta. Ta không bao giờ làm chuyện đại nghịch bất đạo đó. Để rồi xem. Cấp báo. Khải bẩm hoàng thượng và thái sư, thần đã tìm được thứ này trong phòng của nhất hoàng tử. Đó là thứ gì? Ta chưa hề nhìn thấy. Hoàng thượng, ngài xem đi. Ngài đọc cho kỹ. Đây là mật thư của tướng giặc gửi cho nhất hoàng tử, chiêu dụ hắn cùng với giặc nội công ngoại kích tạo phản, và hứa sẽ đưa hắn lên làm vua và trở thành nước chư hầu của bọn giặc. Ngươi còn giả bộ không biết gì hay sao? Ai là không biết ngươi ôm hận muốn đoạt lại ngôi báo từ hoàng đế của mình? Hoàng huynh, thật không ngờ huynh lại như vậy. Cứ đợi lâu, quỷ tạo. Ta không phải là hạng mãi quốc cầu dinh. Hoàng thượng, ta xin người đừng nghe lời tên cổ quan này mà làm lung lạc mình. Hắn sẽ hại chết hoàng thượng đó. Quân. Dạ. Thước kiếm hắn cho ta. Đúng lệnh. Bại quốc cầu dinh, xoán ngôi đoạt vị, phải xử trả. Quân, sao quân lại cấu kết với giặc phản bội đất nước? Hoàng thượng, xin người đừng nghe lời sạch tấu bậy bạ của hắn. Hoàng thượng, tan chính rành rành, ngài đừng nghe lời dối trá của hắn nữa, mà hãy ra quyết định sáng suốt. Hoàng thượng, xin ngài hãy nghĩ đến tình cốt nhục. Thái sư, ta... Hoàng thượng, phép nước phải nghiêm, không thể tha thứ. Không tha thứ được hả? Đúng vậy. Hoàng thượng anh minh, nếu như hoàng thượng không mạnh tay thử rốt ráo chuyện này để đồn đãi ra ngoài, thì còn gì là uy nghiêm của hoàng tộc nữa. Hoàng thượng, hoàng thượng, hắn không hại ngài được lần này thì sẽ có lần khác. Ông hoàng thượng hãy chứng tỏ uy nghiêm của mình đi. Hoàng thượng, ta không biết gì hết. Thái sư là quyền nhiếp chính, tùy ông định đạt. Tuân lĩnh hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng. Ngươi nghĩ là ngươi sẽ thoát khỏi tay ta hay sao? Hãy dám giết ta. Dù sao ta cũng là nhất hoàng tử. Nếu ngươi muốn xử tội ta thì ngươi phải xử tội trước mặt bá quan văn võ. Nếu ngươi giết ta thì làm sao ngươi trả lời được trước mặt bá quan văn võ cho hoàng thượng đi? Ta sẽ bập báo với hoàng thượng và báo với bá quan văn võ trong triều đình rằng ngươi đã bất tuân thượng lệnh, chống cự và đã có ý đồ bỏ trốn nên đã bị quân lính giết chết tại chỗ. Ôi! Người hãy ra lệnh cho Thi Lâm bằng mọi giá phải truy sát cho được mẹ con nương nương. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, rõ chưa? Dạ, đúng lệnh. Đi đi, theo ta. Dạ. Cuối cùng ngươi cũng chết dưới tay ta.
Nương Nương có sao không? Nương Nương, ta mệt quá, ta không đi nổi nữa rồi. Không được đâu, ta đành chịu thôi. Không được, Nương Nương phải cố lên. Đi với em. Nương Nương, ráng lên. Nương Nương, xin tướng quân, xin tướng quân hãy tha mạng cho Nương Nương. Nếu cần xin hãy lấy mạng của thị lan. Không được. Xin tướng quân, thái sư đã ra lệnh bằng mọi giá phải truy sát và giết chết Nương Nương. Không, xin Nương Nương thứ lỗi, kẻ hèn cũng rất muốn cứu mình, nhưng ngặt gì thế lực của thái sư quá mạnh, tai mắt của hắn có mặt ở khắp nơi, nên kẻ hèn không còn cách nào khác. Hết đâu, với nhau ra thuyền. Đâu vậy thì tướng quân hãy cho nô tỳ được thay thế mạng của Nương Nương. Nương Nương, Nương Nương hãy chạy đi. Nương Nương, không được, thái sư đã ra lệnh sống phải thay ngực, chết phải thay xác. Cho dù người có chạy tận chân trời góc biển, thái sư cũng sẽ tìm ra được người, không chạy thoát đâu. Nếu vậy thì người hãy giết ta rồi mang xác của ta về để cho ta chết với phu quân trọn tình trọn nghĩa. Không được đâu Nương Nương ơi, không được. Thái sư, ngươi đã làm xong việc ta giao chưa? Thưa, đã hoàn thành. Tại sao gương mặt lại biến dạng như thế này? Bẩm thái sư, lúc hạ thần đuổi tới nơi thì Nương Nương đã không chịu phục hồi, người đã ôm Hoàng Tôn nhảy xuống vực. Lúc hạ thần xuống tới nơi thì xác của Nương Nương đã như vậy rồi. Còn đứa trẻ thì sao? Lúc hạ thần xuống tới nơi chỉ thấy xác của Nương Nương. Có lẽ thú rừng đã mang xác Hoàng Tôn đi rồi. Được rồi, ta sẽ bấm chuyện này với Hoàng thượng sau. Người lui ra. Dạ, thần cáo luôn. Là đâu vậy? Có ai không? Có ai không? Tần Hôn Quân, Hoàng tổ, chẳng phải người đã chết rồi hả? Tần Hôn Quân, trả mạng lại cho ta. Hoàng tổ, không phải lỗi của đệ, không phải lỗi của đệ mà, Hoàng tổ, đệ thật sự không cố ý mà. Ngươi là loài cầm thú, hãy mau theo ta xuống địa ngục. Thị Lan, ta không biết gì hết mà. Thị Lan, trả mạng cho ta. Không, không phải lỗi của ta, không phải mà. Ngươi nhớ ta hay không? Quan Quýt, hãy tên Hôn Quân kia đến tình vô dụng mà ngươi cũng không mang. Quan Quýt đâu? Để không có ý mà. Mau trả ngay vàng lại cho ta. Là để vô tình mà. Trả ngay vàng lại cho ta. Quan Quýt à, trả ngay vàng lại cho ta. Để không có ý mà. Trả cho ta xuống địa ngục. Trả
mạng lại cho ta. Không phải lỗi của ta. Trả ngay trả mạng lại cho ta. Người hãy theo ta xuống địa ngục. Trầm vô tình mà đi người đi đi. Đi đi. Trả mạng lại cho ta. Trả ngay vàng lại cho ta. Trả mạng lại đi cho đi ta. Mà. Hãy theo ta xuống địa ngục. Trả ngay vàng lại cho ta. Đi đi. Đi đi. Trả ngay vàng cho ta. Đi đi. Trả ngay vàng lại cho ta. Cho ta. Theo ta xuống địa ngục. Lỗi của Trầm mà. Đi đi. Ta xuống địa ngục lại cho ta. Cần dễ đâu. Cô gia. Cô gia. Hoàng thượng. Cô gia. Hoàng thượng. Cần dễ đâu. Cần dễ. Hoàng thượng. Cô bạn. Hoàng thượng lại gặp ác mộng nữa sao? Có cần thần gọi ngự y không? Ác mộng à? Phải. Chỉ là ác mộng thôi. Ngươi lui đi. Dạ hoàng thượng. Dạ bẩm hoàng thượng, có phải là người cảm thấy trong người không được khỏe, có cần thần gọi ngự y không ạ? Là chỉ mất cụ thôi. Cho phép nô tài mạo phạm, mấy đêm liền hoàng thượng đều gặp ác mộng, điều này không thể xem thường được. Vậy ta phải làm sao để không gặp ác mộng chứ? Dạ, xin phép cho nô tài hiến kế cho hoàng thượng. Nghiệp chướng, nghiệp chướng, nghiệp chướng quá nặng, không thể nào thay đổi được. Pháp sư à, Pháp sư nói rõ hơn là Trẫm bị gì, nghiệp chướng từ đâu? Thật không dám phạm thượng, thật khủng khiếp, thật khủng khiếp. Pháp sư à, pháp sư cứ nói. Hoàng thượng đã cho phép, ngươi biết cái gì thì cứ nói. Dạ, dạ. Dạ muôn tâu hoàng thượng. Vừa rồi, hạ thần đánh đồng thiếp để đi xuống tận âm ti để tìm hiểu tại vì sao các âm hồn cứ theo quấy phá hoàng thượng. Thì hạ thần đã phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Sự thật à? Sự thật nào? Muôn tâu hoàng thượng, những vong hồn đó do bị chết oan mang thâm thù với hoàng thượng nên không thể nào siêu thoát được. Họ vừa không ngừng quấy phá, vừa đệ đơn lên Diêm Vương đòi lại công bằng với tội danh giết người, đồng huyết thống và sát hại đàn bà con trẻ. Tỏ kê! Mày hắn đi chết! Dạ muôn tâu. Dạ muôn tâu. Dạ muôn tâu. Dạ xin hoàng thượng anh minh. Nếu hạ thật tham sống sợ chết thì đã nói khác đi rồi. Dạ dạ. Dạ xin hoàng thượng hãy khoan hồng, xin hãy để cho pháp sư nói hết. Dạ muôn tâu hoàng thượng. Dạ đây là một đại pháp sư tài giỏi trên núi cao. Dạ. Dời được ông ta rời thảo am xuống đây không phải là chuyện dễ. Dạ, dạ xin hoàng thượng hãy lắng nghe thật kỹ. Dạ. Rồi hãy quyết định. Dạ. Nói tiếp đi. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, tất cả mọi người từ vua chúa cho đến thứ dân khi mãn phần đều chịu sự phán xét của phán quan dưới âm ti. Xin hoàng thượng tha tội. Với tội danh mà các quan hồn đã đầu cáo thì hoàng thượng phải bị đày xuống cửa địa ngục thứ năm, kiếp kiếp đời đời bị tra tấn, không thể nào siêu thoát được. Lùi, lui. Dạ, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Dạ dạ, dạ thần cũng xin phép cáo lui. Dạ hạ thần cũng xin phép cáo lui. Dạ hạ thần cáo lui. Và bẩm thái sư, không đêm nào là hoàng thượng không gặp ác mộng.
thần trí đã hỗn loạn lắm rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Nhớ cho hắn ta uống thuốc đều đặn nghe chưa? Dạ. Dạ. Để rồi không sớm thì muộn hắn cũng sẽ sống dở chết dở. Sau khi đại sự được thành công, xin hai vị đừng quên công của tiểu nhân đây. Chỉ cần hoàng thượng ban cái lệnh tuyển sứ giả Quan Đường đó ra thì lập tức thiên hạ sẽ đại loạn, lòng dân quán thán, nghi ngờ thần trí của hoàng thượng ngay. Nè pháp sư, ông có vẻ biết hơi nhiều rồi đó, cẩn thận kẻo mất đầu. Dạ thưa đại nhân, đúng là diệu kế bất kiên tự nhiên thành. Rồi đây nhà Trần sẽ diệt vong, còn ai xứng đáng với ngôi báo hơn thái sư đây? Nè, ngươi đã nhận thưởng hậu hĩnh rồi đúng không? Dạ. Vậy thì hãy đi cho thật xa, thật xa, nghe chưa? Dạ, đa tạ hai vị đã chiếu cố, xin cáo từ. Dạ thưa thái sư, nay mai đây ngài sẽ là thiên tử của trăm họ. Tên kia, mau đi theo chúng ta, đi theo chúng ta để nhận lấy hình phạt. Không, không phải là chúng ta, cho ta đi mà. Hãy đi theo ta để nhận lấy hình phạt. Ta không có tội, đi theo chúng ta đi mà. Đi mau, chúng ta đi mà. Hay là quăng hắn vô giặc dầu. Ta chúng ta đi, đi mau, đừng quăng ta vô giặc dầu. Đi mau, đi mau, đi mau. Hãy đưa ra chúng ta đi một, cho hắn đem đủ các thực hình về tội giết anh ruột, ám sát chị dâu, giết cả giáo hội. Hãy vô tội mà, hãy vô tội mà. Nhìn lên, ta chúng ta đi, ta chúng ta đi, đi, đi mau, ta chúng ta đi, đi mau, đi mau, chúng ta đi, đi. Hoàng thượng có sao không hoàng thượng? Dạ muôn tâu bệ hạ, dạ đó là cách hay nhất. Dạ xin bệ hạ hãy mau chuẩn y, để còn an tâm mà trị vì thiên hạ nữa. Có thật vậy à? Dạ. Ta phải làm như vậy thật sao? À dạ, dạ sự việc nó rành rành như vậy, chẳng lẽ ngài còn nghi ngại điều chi à? Hay là bệ hạ đã đủ bản lĩnh để có thể đối mặt với lại Phan Quang? Không không, trẫm sợ lắm. Đêm nào các quan hồn quỷ sứ cũng về lôi trẫm mà đi. Ôi trời, nếu vậy thì còn chần chừ gì nữa à? Dạ thần đã thảo sẵn cáo thị rồi. Dạ xin bệ hạ hãy mau mau ân chỉ, để ngay ngày mai rồi còn kịp sai quân lính loan truyền ra khắp toàn dân à. Nhưng mà nếu như vậy thì dân chúng sẽ nghĩ gì về ta? Đường đường là thiên tử của một nước mà lại đi chỉ thị một việc quan đường như vậy à? Đây là một sứ mạng cao cả, tất cả là vì sinh mạng của thiên tử. Triều đình cần tuyển sứ giả để đi xuống địa ngục thì có gì là sai đâu à. Loa, toàn dân hãy nghe đây, hoàng thượng đang lâm bệnh nặng, nay triều đình ban lệnh tuyển một sứ giả đạo cao đức trọng để xuống âm phủ.
Thay mặt hoàng thượng thương thuyết một vấn đề quan trọng với phán quan. Trời đất ơi, chuyện này thiệt là vô tiền khoáng hậu à. Làm gì có người sống đi xuống địa ngục rồi trở lên được. Trời ơi, tuyển sứ giả như vậy khác nào kêu mình vô chỗ chết. Ai thi hành được sứ mệnh cao cả này sẽ được triều đình trọng thưởng, sống sung sướng cả đời. Ai có tài thật sự thì ra thi thố. Đơn giản chỉ là đi xuống địa ngục thôi, khó khăn gì đâu. Để ta ứng thí cho. Ngươi có làm được không mà lớn tiếng. Việc này ở đây chỉ có ta mới làm được thôi. Chỉ có như vậy thôi mà làm ầm ĩ cả lên. Để ta về thưa với sư phụ chuyện này, hỏi ý kiến của sư phụ coi sao. Ngươi là Tân Môn Tử Hy. Dạ. Pháp sư từ phía Tây về. Dạ. Công lực của ngươi tới đâu? Dạ, tôi chính là Pháp sư Trân Truyền của phái Tân Môn. Lừng danh, tôi có thể đi mây về gió, gặp tất cả mọi người trong cõi ta bà. Tốt lắm. Vậy là nhiệm vụ này giao cho ngươi không quá khả năng rồi. Dạ, nhưng tôi phải làm gì khi xuống tới âm ty? Dễ lắm. Ngươi hãy tìm gặp phán quan, hỏi cho ra ai là người giữ sổ sinh tử có tên đương kim hoàng thượng. Sau đó tìm cách thay đổi hoặc bỏ trang ghi chép đó. Vậy là xong. Dạ, việc này thật ra thì rất khó, đâu phải dễ thuyết phục được phán quan. Bởi vậy mới cần sứ giả như ngươi. Nè, bao nhiêu phí tốn không thành vấn đề. Cả giang sơn này là của hoàng thượng, muốn gì là có đó, hiểu không? Dạ, được rồi, tôi sẽ hỏi rõ, coi họ có trao đổi gì, rồi tôi về sẽ bẩm báo lại. Được, vậy ngươi hãy mau bắt đầu đi. Dạ. Và hắn ta đang ngủ thưa hoàng thượng. Lão! Hả? Dám lừa gạt triều đình, bây đâu lôi ra ngoài chém. Dạ. Dạ, tôi mới xuống tới địa phủ mới lên mà. Dạ. Sao? Ngươi nói là ngươi vừa xuống địa phủ à? Vậy thì ai? Đầu cáo hoàng thượng. Nói mau! Ai đầu cáo ta? Nhà vua thì có oán thù với ai ngoài quân giặc ngoài biển ải? Hay là các quan hồn lang thang chết đói ngoài đường? Hay là ai? Ai đầu cáo hoàng thượng, nói mau. Dạ, đó là một viên tướng. Dạ, hắn ta bại trận cho nên quan hồn về. Dạ, muốn báo lại với hoàng thượng. Nội lao, hoàng thượng có bao giờ đã trận đánh giặc đâu mà có kẻ thù là tướng tệ chứ? Hả? Dạ. Hả? Bây đâu mang ra ngoài chém. Dạ. Dạ hoàng thượng. Dạ xin tha mạng. Xin tha mạng. Dạ thưa hoàng thượng. Dạ. Người đâu, cho truyền pháp sư khác vào. Thái sư à, thái sư có được không? Dạ được, hoàng thượng cứ yên tâm. Mày đâu chém. Nè, ông làm được không? Chém chém chém
tha mạng cho ta đi mà. Ta có tội gì chứ? Ta là vua một nước, tại sao lại không có quyền xử kẻ phản bội? Tránh ra, tránh ra, đừng lại gần ta. Trời ơi, vì vụ này mà làm mình chết không biết bao nhiêu người rồi. Vì họ ham tiền nên khi nghe triều đình ban thưởng hậu hĩnh là đưa đầu vô chỗ chết à. Tôi là dân đen, nghe qua là thấy phi lý rồi. Vậy mà triều đình vẫn cho đi tuyển sứ giả là sao? Bởi vậy, đúng là cái thời mạt vật. Triều đại này sắp kết thúc rồi. Nhà vua của mình đã tại vị được 17 năm rồi. Dù chưa có Hoàng Nam nói giỏi, nhưng tính ra ngài cũng chỉ mới có 30. Mà mặt trận cái gì? Thiệt, dân tình chán ngán lắm rồi. Vua thì như bù nhìn, để cho phe cánh của Thái Sư ngày càng lỏng hành. Thôi đi, ông đừng nói bậy bạ, bắt đầu như chơi. Thôi, tôi đi nha. Rao đây. Thưa ân sư, con xuống chợ đổi lương thực thì nghe binh lính loan báo là hoàng thượng đang lâm trọng bệnh. Hoàng thượng muốn tuyển sứ giả xuống địa ngục để thay mặt hoàng thượng thương thuyết với phán quan. Nhưng con nghĩ chuyện này quá phi lý. Làm sao có chuyện xuống địa ngục rồi trở về, có đúng không ân sư? Con còn trẻ chưa thấu đạt lẽ vi diệu của đất trời nên nghĩ vậy cũng phải. Nhưng đối với ta mà nói, chuyện này không nằm ngoài khả năng. Ân sư, con thật không biết trời cao đất rộng. Ngay cả con cũng có thể làm được, vì đây chính là căn duyên của con. Căn duyên của con? Đúng vậy. Là sao con hiểu? Phải, ta nuôi con 17 năm nay, đó cũng là căn duyên. Này, đến lúc con phải hiểu rõ thân thế của mình. Chúng ta hãy đến ngôi nhà cạnh bìa rừng, nơi thân mẫu của con đang ở. Ta có đôi điều muốn nói. Dạ, ân sư. Phu nhân, nương nương. Mẹ, ân sư, sao hôm nay ân sư lại đưa Lương Minh về đây? Xin thứ lỗi, vì tôi không biết trước ân sư sẽ đến để tiếp đón cho tử tế. Phu nhân quá khách khí. Ta đường đột đưa Lương Minh về đây gặp phu nhân là có chuyện hệ trọng. Mời ân sư vào trong mà. Dạ, mời ân sư.
đã đến lúc câu chuyện 17 năm trước cần phải kể lại tường tận. Ân sư, con không biết là có chuyện gì hệ trọng hơn cái chuyện mà ân sư cứu mang hai mẹ con. Ngày xưa ấy, nếu không có ân sư đây thương tình cứu giúp và chỉ cho nơi trú thân, thì có lẽ hai mẹ con ta đã bỏ xác trong rừng sâu rồi. Tội nghiệp cho cung nữ Thị Lan, vì ta mà phải hy sinh tánh mạng. Còn thì dễ trung thành năm ấy, không biết có thoát được tội hay không. Mẹ, mẹ nói gì mà con không hiểu gì hết. Phu nhân, xin bà hãy thuật lại tường tận cho Lương Minh mọi chuyện. Lương Minh, hai mẹ con ta thọ ơn ân sư, sống nhẫn nhục nơi sơn cùng thủy tận này để chờ ngày con khôn lớn. Bây giờ con đã đủ lớn rồi, con cần phải biết điều này. Con họ Trần chứ không phải họ Lương. Đương kim hoàng thượng là hoàng thúc của con đó. Con là hoàng thái tôn duy nhất của tiên đế. Năm đó hoàng cung có biến cố xảy đến, cha con đã bị sát hại bởi một âm mưu đê hèn. Nương nương, nương nương có sao không nương nương? Ta mệt quá, ta không đi nổi nữa rồi. Không được đâu, ta đành chịu thôi. Không được, nương nương phải cố lên, đi với em. Nương nương, ráng lên. Nương nương. Sư tướng quân, Sư tướng quân, hãy tha mạng cho nương nương. Nếu cần, xin hãy lấy mạng của Thị Lan. Không được. Xin tướng quân, thái sư đã ra lệnh, bằng mọi giá phải truy sát và giết chết nương nương. Không. Xin nương nương thứ lỗi, kẻ hèn rất muốn cứu mình, nhưng ngặt gì thế lực của thái sư quá mạnh, tài mắt quan có mặt ở khắp nơi, nên kẻ hèn không còn cách nào khác. Thích đâu, nghe nhau làm thiệt. Đó. Vậy thì tướng quân hãy cho nô tỳ được thay thế mạng của nương nương. Nương nương, nương nương hãy chạy đi nương nương. Không được, thái sư đã ra lệnh, sống phải thay ngực, chết phải thay xác. Cho dù người có chạy tận chân trời góc biển, thái sư cũng sẽ tìm ra được, người không chạy thoát đâu. Nếu vậy thì người hãy giết ta rồi mang xác của ta về để cho ta chết với phu quân trọn tình trọn nghĩa. Không được đâu nương nương ơi, không được. Nương nương hãy nhớ là hoàng tử đã hy sinh tính mạng của mình là để cứu tính mạng của nương nương và bảo vệ hoàng tôn. Bằng mọi giá người phải sống. Nhưng mà nương nương ơi, người hãy chạy đi, không còn kịp nữa rồi. Xin người hãy quán đổi xiêm y với nô tỳ. Không được, ta không thể vì mạng sống của ta mà liên lụy tới quá nhiều người như vậy. Nương nương, nương nương đừng để cái chết của hoàng tử là vô nghĩa. Nương nương, xin người hãy mau đi đi. Đi đi. Nương nương, xin nương nương hãy ôm Hài Nhi chạy về ngọn núi phía tây. Nghe đồn ở đó có một hang động của một đạo sĩ nổi tiếng là Từ Tâm Quảng Đại. Nếu may mắn có duyên gặp, biết đâu người ấy sẽ cứu mang mẹ con mình. Mong nương nương sớm quay về để có ngày phục hồi ngôi vị. Nương nương hãy đi nhanh đi. Xin người hãy mau đi đi. Nương nương, người hãy đi đi. Nương nương, xin người hãy bảo trọng.
xin người hãy mang xác tôi về mà giao lại cho Thái Sư. Thị Lan, nhanh lên, con này nè. Dạ. Các ngươi không cần tìm kiếm nữa đâu. Nương nương đã nhảy xuống vực từ nguyên sinh, hãy mau theo ta xuống dưới, mang sách nương nương về. Dạ. Dạ. Đó là sự thật sao? Con phải làm gì để rửa hận cho cha, để đền đáp ơn cứu tử của ân sư đây? 17 năm nay ta cố chôn chặt chuyện này trong lòng, phần vì con còn quá nhỏ, phần vì e ngại nếu tên thái sư kia mà biết mẹ con ta còn sống, hắn sẽ truy sát tận cùng. Nhưng nay ân sư đã khuyên bảo ta hãy nói ra hết, ta quyết định nghe lời ân sư vì ta nghĩ chắc là có cơ duyên đã tới. Hay người có chủ ý tốt lành chăng? Lương Minh đã theo ta tu luyện lâu nay, công lực không phải là thường, đủ để ra đời rồi. Còn sở dĩ ta muốn phu nhân nói ra tất cả sự thật là gì? Muốn Lương Minh nhận sứ mạng này. Ân sư, còn chuyện làm sứ giả thì sao? Liệu ảnh hưởng tới tính mạng Lương Minh không? Thiên cơ bất khả lậu, con cứ thuận theo lòng mình mà hành xử. Dạ. Ta không nói nhiều, ta tin tưởng con. Ta đã tính toán hết cả rồi. Đây, viên linh đơn này sẽ giúp cho con thiếp đi trong 3 ngày, bằng 3 canh dưới âm ti. Còn mọi chuyện sau đó cứ để cho cơ trời định đoạt. Con xin đa tạ ân sư, xin bái biệt ân sư. Ừ. Con xin bái biệt mẹ. Con lên đường cẩn thận nha. Xin bà cứ an lòng. Ngươi đã hiểu rõ sứ mệnh khi xuống tới âm ti chưa? Dứt khoát bằng mọi giá phải thương thảo với phán quan, thay đổi bản án của hoàng thượng. Dạ. Nó quả tẹt ra là sứ giả có nhiệm vụ hối lộ phán quan đó, hiểu không? Muốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngọc ngà châu báu, hoàng thượng cũng không tiếc, miễn là phải đưa tên của ngài ấy ra khỏi địa ngục, hiểu chưa? Dạ, tự nhiên đã rõ. Ừ. Thôi, tới giờ tự nhiên phải đi. Xin nói thêm là không ai được đánh thức tôi dậy sau 3 ngày, tự nhiên sẽ hồi sinh. Dương tử, đúng là dương tử. Ta đã mong chờ ngày này biết dương nào. Tất cả hãy lui ra ngoài, chỉ để là một người canh gác hắn mà thôi. Thì Lâm, ngươi ở lại đây canh giữ hắn cho ta, không cho bất kỳ ai tới quấy rối hắn trong 3 ngày 3 đêm, rõ chưa? Tuân lệnh thái sư.
Tên kia, ngươi từ đâu tới đây? Dạ bẩm, tiểu sinh có việc hệ trọng, cần gặp phán quan. Xin các vị làm ơn cho qua. Ngươi đúng là to gan. Ngươi có biết đây là đâu không? Âm ty là nơi bước xuống tuyệt đối không có đường lên. Ngươi há không biết hay sao? Dạ thưa, tự nhiên biết rồi. Nhưng nếu theo thiện ý, nếu đã có cơ may xuống đây, lại được gặp các vị thương tình hỏi han trò chuyện, thì tiểu nhân nghĩ ắt là phần số của mình chưa đến hồi tận. Hắn ta có vẻ rất bình tĩnh, chúng ta không hù dọa hắn được đâu. Người mới tới Nguyễn Môn Quan vậy là được rồi, không được bước vào. Người quay về đi. Tôi biết các vị phải chấp pháp, nhưng tôi đã có công đến tận đây, xin các vị hãy cho tôi gặp phán quan để được hỏi đôi điều. Có chuyện gì ông phán quan náo loạn Quỷ Môn Quan? Tại sao lại có kẻ phàm trần ở đây? Thưa phán quan, hắn là người trên dương gian, không biết vì sao lại xuống được đây khi chưa tận số. Trước đây thỉnh thoảng cũng có kẻ mon men xuống tìm phán quan để chạy tội cho vua quan gì đó. Thì ra đây là phán quan. Tiểu nhân tên là Trần Minh, mau muội xuống đây, chỉ có một nguyện vọng là xin được gặp ngài. Điều này từ đó đến nay chưa hề có tiền lệ. Sao ta là phán quan lại có thể gặp một người còn sống như ngươi chứ? Tiểu nhân được ân sư là một đạo sĩ chỉ điểm, nhưng cũng chỉ có thể ở đây được 3 canh giờ. Chắc là thời gian cũng sắp hết rồi. Thật kỳ lạ. Được rồi, theo ta. Dạ thưa bệ hạ, mời bệ hạ dùng thuốc. Lại là thuốc an thần đại bổ của thái sư dâng riêng cho ta sao? Dạ, vẫn là thuốc đó. Cứ để đó đi. Xin bệ hạ hay dùng ngay. Thuốc này mà để nguội sẽ không hiệu nghiệm. Ta biết rồi. À, còn tên tiểu đạo sĩ đó sao rồi? Hắn vẫn còn sống chứ? Dạ, ngày mai mới đúng 3 ngày theo lời hẹn của hắn. Hiện giờ cơ thể của hắn vẫn bình thường. Dạ dạ dạ, xin bệ hạ hãy dùng thuốc. Ta đã nói là để đó đi, lát nữa ta uống. Dạ. Dạ thưa bệ hạ, nô tài. Lui ra ngoài. Dạ. Ngươi có làm đúng như lời ta dặn không? Thái sư yên tâm, mọi chuyện vẫn đúng theo như kế hoạch. Nhưng nhớ theo sát, đừng để người khác tiếp cận. Dạ, ngài cứ yên tâm, tôi vẫn theo sát. Đây. Dạ, đi đi. Thank you.
Bằng. Tiểu nhân từ bé lớn lên với tên gọi là Lương Minh, cứ đinh ninh là phụ thân của mình mất là do mình, như lời mẫu thân nói. May mắn tiểu nhân được thọ giáo một đạo sĩ tu luyện lâu năm nên mở mang được trí tuệ, nay mới biết được rằng phụ thân có thân phận không tầm thường, mà là hoàng huynh của đương kim hoàng thượng. Gần đó người qua đời là do bị sát hại bởi một âm mưu đê hèn 17 năm trước. Này tiểu nhân xuống đây, rất mong được gặp cha một lần, vì phần làm con không báo hiếu được cho cha lúc sanh tiền, thì đây cũng muốn gặp được một lần để khấu đầu lại tạ công ơn sinh thành và giúp cha giải nỗi oan ức năm nào. Vậy mẫu thân của ngươi tên gì? Nhà ngươi có tất cả bao nhiêu huynh muội? Dạ, mẫu thân là công nương Khiết Tâm, tiểu nhân là con trai duy nhất. Hai mẹ con thay đổi họ tên, lưu lạc đến tận núi Tây Phổ. Thảo nào 17 năm qua ta cứ tìm mãi tên trong sổ bộ mà không thấy, cũng không nghe một tin tức gì. Con trai của ta đây sao? Con, ta là cha của con đây. Tên tộc của ta là Trần Hoàng, thở sanh tiền ta là Nhất Hoàng Tử. Cha là Phán Quan. Phán Quan cũng là cha. Sao cha lại có phúc phần này? Cha chết quan bởi tên gian thần. Lẽ ra ta đã sớm được đầu thai, nhưng lúc đó âm ty đang thiếu một Phán Quan, phải có đủ tài trí xét xử công minh, cho nên ta mới được mời ở lại. Cha giáng sống không ở lại dương gian phò vua giúp nước. Thôi thì ở đây gấp chút sức mọn để đem lại công lý cho mọi người. Cha, bẩm thái sư, hắn vẫn còn thở đều. Lạ lắm, lạ lắm. Chuyện gì à? Người thấy sao? Gương mặt của hắn rất là quen thuộc. Ta nhớ hình như là ta gặp ở đâu rồi. Thái sư nói thần mới để ý, đúng là giống một ai đó rất quen. Quen lắm. Ba nốt người son. Ủa, Hoàng Huynh. Hả? Sao dưới tay của cháu có ba nốt ruồi son vậy? Đúng rồi, phu nhân, con của chúng ta có ba nốt ruồi son ở dưới tay. Có ba nốt ruồi son không sao chứ? Sao lại có thể trùng hợp như vậy được chứ? Người đã nhớ ra rồi sao? Chẳng lẽ người chết lại sống lại? Không, không phải. Nó đã chết 17 năm rồi mà. Nhưng nhìn trạng tuổi người này cũng cỡ 17-18. Trời, Trần Dương Tử. Trần Dương Tử không phải đã rơi xuống vực chết khi còn là một hài nhi sao? Bất luận hắn là ai, là Trần Dương Tử hay đứa nào cũng vậy, ta cũng phải giết. Không thể nào để cho hắn sống được. Ta giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu đây chính là hắn thì nguy hiểm khó lường. Rõ chưa? Dạ. Chuyện như vậy thật à? Dạ. Chuyện thật hư thế nào, ta phải đích thân tới đó coi sao. Đêm qua
khi ta hất đổ chén thuốc mà thái giám dâng lên hàng ngày, thì ta đã có một giấc ngủ rất êm, rất sâu, không hề mơ mộng gì hết. Đây chính là âm mưu đê hèn của bọn chúng mà. Thưa hoàng thượng, chuyện không những vậy mà còn... Còn chuyện gì nữa? Xin hoàng thượng tha cho tội chết. Thần nghe trong cung đồn đại rằng chỉ vì hoàng thượng lạm dụng thuốc quá độ mà dẫn đến việc không có hoàng nhi. Dừng tay lại. Hoàng thượng. Thái sư. Dạ hoàng thượng. Ngươi đang làm gì vậy? Tại sao ngươi dám giết sứ giả của trẫm? Thịt cái mạng cổn con của tên đạo sĩ này, mà tên thị vệ này dám hỗn láo với ta. Tại sao hoàng thượng lại nôn nóng trong chuyện này chứ? Quá đáng. Chính ông mới là người trả lời ta về hành động vừa rồi. Dù cứ giết người, ta đã làm ngơ cho ông, để ông lộng hành quá rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng đừng quên những gì lão già này đã từng nhắc nhở hoàng thượng. Không có ai trung thành với hoàng thượng bằng ta đâu. Ngươi. Dạ khẽ bẩm hoàng thượng, tên đạo sĩ này cũng là đồ vô dụng thôi. Nếu như thái sư không xuống tay thì hắn cũng chết chứ không ngồi dậy được đâu. Thưa hoàng thượng, hoàng thượng hãy nhìn xem. Hoàng thượng, tiểu nhân khấu kiến hoàng thượng. Tiểu nhân vừa mới trở về từ âm ti. Nói vậy ngươi đã xuất hồn đi xuống âm ti 3 ngày nay sao? Dạ, quả thật là tiểu nhân đã xuất hồn xuống âm ti và may mắn được diện kiến phán quan. Xin hoàng thượng anh minh, đừng tin những lời tên nhãi nhép này nói. Này tên kia, ngươi không sợ bị rơi đầu hay sao mà khua môi múa mép ở đây? Nếu không gặp được phán quan và nhờ ngài ấy khai sáng, thì làm sao tiểu nhân đây có thể biết được chuyện khuất tất của thái giám và thái sư đây làm? Các vị đã bày trò quỷ thần để lừa gạt mọi người. Tất cả có phải là như vậy không? Câm miệng, dám hỗn láo với ta. Thái sư, có ta ở đây, ngươi còn dám lộng hành à? Ngươi hãy nói tiếp đi, ta muốn nghe. Bổng hoàng thượng, 17 năm qua tiểu nhân lớn lên hồn nhiên như cây cỏ, chuyên chú tu tập, không màng gì đến chuyện thăm cung. May mắn xuống được quỷ môn quan nên mới hiểu rõ được mọi ngọn ngành. Cho phép tiểu nhân được hỏi thái sư. Rồi. Chẳng hay di chiếu thật của tiên đế ngài đã cất ở đâu? Người chắc chắn là ngài không thể quỷ nó, vì ngài còn dùng nó để uy hiếp hoàng thượng đây. Xin hãy cắt lưỡi nó, đừng nghe những gì nó nói ở đây. Hoàng thượng đừng có quên rằng chính hạ thần đây là người đã giữ gìn ngôi báo cho hoàng thượng cho đến ngày hôm nay. Ngài vàng vốn được tiên đế trao cho nhất hoàng tử, nhưng khi tiên đế băng hạ, thái sư không muốn thực hiện vì e rằng ngài không thể lộng quyền với một hoàng đế bản lĩnh, cho nên ông đã ngang nhiên thay thế bằng một di chiếu giả, đưa nhị hoàng tử còn ngây thơ để lên ngai vàng, nhằm hòng nắm quyền chiếm chính. Tôi nói vậy có đúng không? Ngươi hoàng thượng anh minh, hắn đã phạm tội khi quân, hãy giết hắn ngay. Ta sẽ giết ngươi, ta giết ngươi. Okay. Hoàng thượng, ngài có được thái sư cho xem qua di chiếu thật chưa? Có phải là hắn đã giữ lại để làm lá bùa hộ mệnh? Bằng cách này, thái sư đã khống chế hoàng thượng khi người còn là một đứa trẻ, ép người phải sát hại người thân. Trong khi đó, mọi thứ hoàn toàn đều là ngụ ý của hắn ta. Hắn và thái giám còn thông đồng với nhau đầu độc hoàng thượng, khiến cho người phải sống trong ảo giác ghê rợn, tự đày đọa bản thân mình. Hắn đã nói những lời phạm thượng. Giết ngay! Xin hoàng thượng anh minh, xin hoàng thượng hãy giết hắn ngay, đừng để cho hắn sống. Ta sẽ giết ngươi. Thái sư,
Người dám tạo phản à? Cái đồ bất tài vô dụng kia, không có ta, liệu ngươi có giữ được ngai vàng cho tới ngày hôm nay không? Hả? Vậy mà bây giờ chỉ vì một cái tên tiểu tốt đó mà ngươi muốn phản ta giết ta sao? Ngươi thôi vậy đi, ngươi không xứng đáng đâu. Thiên quân phạm thử, muốn đâu? Dạ. Dạy hắn xuống ngục, chờ ngày xét xử. Dạ. Không, không, đi, không, đi, không, đi. Ta không cam tâm, không. Ngươi đã nói đúng tình cảnh của trẫm. Thật ra, ngươi là ai? Và ai đã nói cho ngươi biết tất cả những điều này? Bổng hoàng thượng, tiểu nhân đã gặp được phán quan. Đại hạnh, đại hạnh. Phán quan có khép ta tội trạng gì không? Và ta có cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình không? Khai bẩm hoàng thượng, xin ngài đừng tự dày dò bản thân mình nữa. Tất cả mọi thứ đều do thái sư gây ra. Còn phán quan, chẳng ai xa lạ, chính là nhất hoàng tử Trần Quang. Cái gì? Phán quan là hoàng huynh của ta? Dạ phải, là hoàng huynh của hoàng thượng. Ngài ấy không hề quán trách em trai của mình, chỉ mong hoàng thượng sáng suốt trừng trị tên cẩu quan. Hoàng thượng anh minh, tiểu đạo sĩ này chính là hoàng tôn của ngài, là con trai duy nhất của nhất hoàng tử. Thần không dám nửa lời gian dối. Năm xưa thần đã không đỡ xuống tay nên đã kêu nương nương bỏ chạy, mai danh ẩn tích và nuôi dạy dương tử. Khi hạ thần vừa gặp lại thì đã nhận ra ngay, nhờ vào dấu tích đặc biệt ba nốt ruồi son trên vành tay trái. Dấu tích đặc biệt ba nốt ruồi son trên vành tay à? Dạ. Phải rồi, ngày xưa tôi có nhìn thấy. Ngươi qua đây nhanh. Ta đang mơ hay đang tỉnh vậy? Đây chính là hoàng tổ của ta thật rồi. Vậy còn hoàng tổ? Hoàng tổ của ta đâu? Dạ, mẫu thân vẫn khỏe. Mười bảy năm qua, ta đã sống trong u mê lầm lạc. Ta là vua một nước mà lại để cho tụi cẩu quan che mắt bịt tai. Ta thật vô cùng ân hận. Hoàng tôn, hãy gọi ta một tiếng hoàng thúc, mặc dù ta không xứng đáng. Thần xin cảm ơn hoàng thúc. Bình thân, bình thân. Mai thay ơn phước tổ tiên cao dày đã đưa hoàng tôn trở lại, ta đã có người nối dõi rồi. Ngai vàng này là của hoàng huynh, nay ta sẽ thoái vị và trao lại cho dòng đích tôn đúng như di nguyện của tiên đế. Trần Minh, sơn hà xã tắc này trông kệ vào con. Hoàng thượng, bọn sóng gió đã qua, con chỉ mong cô được cấp chút sức mọn ở bên cạnh người để giữ gìn cơ đồ. Như vậy đối với con là đủ mãn nguyện rồi. Cô thật khiêm tốn, thật đức độ. Hoàng quân ở suối vàng, xin quân hãy yên tâm, chúng ta đã có người kế vị rồi. Trần Minh à, con nhất định phải dốc hết sức lực để làm cho dân giàu nước mạnh. Phụ thân con ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ rất mãn nguyện. À, con hãy mau đưa ta đến gặp hoàng tẩu để ta xin bà tha thứ tội và xin bà chấp nhận lời thỉnh cầu hồi cung. Trần Minh con xứng đáng là người kế vị. Con hãy làm một hoàng đế anh minh. Hoàng thượng anh minh. Đa tạ hoàng. Hoàng thượng Trầm biết lễ, các khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng.